Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 602. Đây chính là cái thanh kia Phạn Thiên Kiếm. Phạn Thanh Ảnh nói, lồng ngực của nàng vậy mà xuất hiện một cái hư không miệng, bên trong quang hoa lưu chuyển. Nàng chậm rãi đưa tay ra, đụng vào vùng hư không kia một dạng vết thương, từ bên trong rút ra một thanh kiếm, thần quang lập lòe, kim mang rực rỡ, phù văn cổ xưa xen lẫn, chính là Phạn Thiên Kiếm. Diệp Thần một lần nữa nhìn thấy Phạn Thiên Kiếm, lấy làm kinh hãi. Cái này Phạn Thiên Kiếm, đã từng tia sáng ảm đạm, nhưng bây giờ lại thần quang trầm tĩnh, khí tượng trước nay chưa có rực rỡ hừng hực. Này kiếm chịu Phạn Thiên chúc phúc, đã lần nữa khôi phục phong mang. Thiên môn, mở. Phạn Thanh Ảnh hít sâu một hơi, huy kiếm hướng phía trước một bổ, xanh thẳm thương khung, lại như tơ lụa giống như phát ra rắc rắc phần phật tiếng vang, đã nứt ra một đầu lỗ hồng. Hô! Phạn Thanh Ảnh thở dốc một tiếng, gương mặt hơi tái nhợt, rõ ràng tiêu hao rất lớn, đạo. Bằng vào ta thực lực, chỉ có thể đem thiên môn chém ra một đường nhỏ, chúng ta mau vào đi thôi. Nói, nàng liền lách mình chui vào vá trời. Diệp Thần thấy thế, cũng chui vào. Chấm! Mà không lâu sau đó, Mộ Dung U cũng xuất hiện ở tại chỗ. Hắn ngược lại là không có tư cách tiến vào cái này cái gọi là thiên vực. Cái này Phạn Thiên Thánh Địa ngược lại có chút ý tứ, đáng tiếc ta không tiến vào được. Cũng không biết cái này luân hồi chi chủ tiến vào bên trong có thể thu lấy được cái gì. Tiếng nói vừa ra, một đạo phượng minh vang lên, một đầu cực lớn phượng hoàng xuất hiện ở Mộ Dung U đỉnh đầu. Sau đó một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh chính là xuất hiện ở Mộ Dung U trước mặt. Chính là Phạn Thanh Ảnh mẫu thân Thục Vân tướng quân. Thục Vân tướng quân đằng đằng sát khí, vừa định xuất kiếm, Mộ Dung U mở miệng nói, tướng quân, ngươi có thể cảm nhận được trên người ta nhân quả, ta có thể cùng con gái của ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Thục Vân tướng quân hơi hơi cảm thụ, cũng là biết Mộ Dung U cũng không phải là cứu đi Phạn Thanh Ảnh tồn tại, nhưng nàng vẫn là nói, ngươi không nên xuất hiện ở đây. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Mộ Dung U nghe được câu này, bất đắc dĩ lắc đầu. Móc ra một cái đặc thù cốt thạch, ta tin tưởng, người hẳn phải biết cái này cốt thạch lai lịch a. Thục Vân tướng quân tiếp nhận cốt thạch, trong nháy mắt liền khuôn mặt, âm thanh hòa hoãn nói, vật này ngươi từ chỗ nào phải đến. Mộ Dung U thản nhiên nói, tinh không bỉ ngạn. Thục Vân tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, đem cốt thạch còn cho Mộ Dung U, chính là đi tới Phượng Hoàng phía trên, nói, không nên ở chỗ này từng lưu lại lâu. Tiếng nói rơi xuống, kèm theo một tiếng phượng minh. Thục Vân tướng quân liền biến mất Mộ Dung U trong tầm mắt. Chấm. Mà giờ khắc này Diệp Thần, xuyên qua vá trời sau đó, trong thoáng chốc, hắn có loại thiên địa điên đảo, càn khôn cảm giác thác loạn. Ngắm nhìn bốn phía, hắn đã tới một cái thế giới xa lạ, mảnh này thiên vực như vũ trụ, mênh mông mịt mờ, mênh mông vô biên, liếc nhìn lại, có thể thấy được vô số nhật nguyệt tinh thần, ánh sao yếu ớt tỏa ra bốn phía. Mà quan sát tiếp, Diệp Thần có thể nhìn đến phía dưới Phạn Thiên Thánh Địa đủ loại cảnh tượng. Núi non sông ngòi thu hết vào mắt, hắn còn chứng kiến Thục Vân tướng quân biến thành kim sắc phượng hoàng, đã bay đến Vong Nguyên biên thùy. May mắn hắn cùng Phạn Thanh Ảnh, đã tiến vào trong thiên vực, tránh khỏi một hồi tranh đấu. Nhìn lại, vừa mới đầu kia vá trời, đã khép kín không thấy, bốn phía không gian hòa hợp nghiêm mật một mảnh. Diệp Thần chân đạp trong tinh không, nhưng ra ngoài ý định, lại không có bất luận cái gì cảm giác trống không, ngược lại giống như là đạp thực địa, nơi này không gian không phải hư, mà là thực. Nơi này chính là thiên vực sao? Diệp Thần lần đầu tiên tới thiên vực, hơi có chút mộng ảo cảm giác, đây là thiên, không phải địa, không nhìn thấy có đại địa tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác lại có cước đạp thực địa cảm giác, phi thường kỳ diệu. Đúng vậy, nơi này chính là thiên vực rất lớn, so một mảnh tinh hệ còn lớn hơn, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó lại phải nghĩ thế nào xử lý sự tình phía sau. Ai, nói thật, luân hồi chi chủ, ta có chút hoảng, thiên vực quá lớn. Có quá nhiều nguy hiểm và không biết, ta trước đó tới đây, cũng chỉ là tại khu vực biên giới, quan sát sáng thế chi thụ ngộ đạo, cũng không dám chạy loạn. Phạn Thanh Ảnh thở dài một tiếng, nhìn xem mênh mông vô biên, mênh mông vô tận thiên vực, nội tâm của nàng cũng là lo sợ bất an, phảng phất hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc nơi này. Mảnh này thiên vực thực sự quá lớn, giống như một mảnh tinh hệ rộng lớn vô ngần, không biết nổi lơ lửng bao nhiêu ức vạn khỏa nhật nguyệt tinh thần. Mà ngẩng đầu nhìn lại, tại thiên vực phần cuối, có thể nhìn đến một gốc vô cùng cực lớn thần thụ. Thần thụ kia chính là sáng thế chi thụ, khoảng cách Diệp Thần cùng Phạn Thanh Ảnh vị trí, không biết cách bao nhiêu năm ánh sáng, nhưng hai người vẫn là có thể vô cùng thấy rõ ràng, có thể thấy được cái kia sáng thế chi thụ có bao nhiêu khổng lồ.
cực lớn đến không cách nào hình dung sáng thế chi thụ, cành lá xanh tươi ngập trời, Diệp Thần đưa mắt nhìn lại, lại nếm thử bắt giữ thiên cơ, tiếp đó liền có một loại tim đập nhanh sợ hãi cảm giác. Cái này sáng thế chi thụ, so với hắn trong tưởng tượng, còn to lớn hơn rất nhiều, phía trên mỗi một phiến lá cây, đều có tinh cầu thật lớn, nhánh cây như liên kết ngân hà tinh quỹ, tản mát ra huyền diệu quang huy, thân cây cực lớn đến hoàn toàn không nhìn thấy toàn cảnh. Đây chính là sáng thế chi thụ chân thân, thực sự là hùng vĩ vô biên a. Dọc theo cây này trèo lên trên, có thể leo đến tinh không bỉ ngạn. Diệp Thần nhìn chằm chằm phương xa sáng thế chi thụ, trái tim thình thịch nhảy lên, có loại phù du gặp thanh thiên nhỏ bé cảm giác. A, leo cây có thể leo đến tinh không bỉ ngạn, ngươi nghe ai nói? Phản Thanh Ảnh lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng là phản thiên trong thánh địa người, nhưng chưa từng có nghe qua loại này truyền thuyết. Là ta suy tính. Diệp Thần nhíu mày trầm ngâm, đến hắn cảnh giới này, thiên cơ sức quan sát vô cùng khắc sâu cùng nhạy cảm, hiện tại hắn nhìn thấy sáng thế chi thụ chân thân, liền có một loại cảm giác, dọc theo cây này trèo lên trên, có thể leo đến tinh không bỉ ngạn phía trên đi. Cây này, kỳ thực cũng không phải không không lúc nào khoảng không độc hữu, phía dưới nửa tại không không lúc nào khoảng không, nhưng trên nửa đã kéo dài đến tinh không bỉ ngạn, vượt qua thế giới bích chướng, phi thường khủng bố. Diệp Thần nhìn thấy cổ lão thiên cơ. Trước đây phản thiên từ trong mộng cảnh sáng thế, sáng tạo ra thế giới này, trước hết nhất đản sinh ra đồ vật, chính là cái này khỏa sáng thế chi thụ. Sáng thế chi thụ ẩn chứa vô tận sinh cơ linh khí, thân cây bên trong linh khí thả ra ngoài, liền dựng dục ra ngàn vạn tạo vật, mà thế giới vận chuyển sản xuất hắc ám ô uế mục nát dơ bẩn, có rất nhiều lại trở về chảy tới sáng thế trên cây. Sáng thế chi thụ như một cái vĩ đại mẫu thân, dựng dục ra vạn vật, lại bao dung vạn vật hắc ám. Quan sát cái này khỏa sáng thế chi thụ, có thể ngộ đạo, lĩnh ngộ đủ loại khắc sâu đạo pháp. Diệp Thần nhớ kỹ, Tôn Di trong tay có một cái còn không có chế tạo đi ra ngoài vĩ đại kỳ quan, khiếu xâm lâm sách, rừng rậm sách có thể thai nghén một gốc thông hướng tinh không bỉ ngạn thần thụ, trong đó linh cảm, nghĩ đến chính là nguồn gốc từ sáng thế chi thụ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng, đã có sẵn sáng thế chi thụ, dọc theo thân cây trèo lên trên, liền có thể leo đến tinh không bỉ ngạn. Tại sao còn muốn hao tổn tâm huyết, đi chế tạo rừng rậm sách đâu? Diệp Thần trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cái này sau lưng, nhất định có hắn không hiểu rõ đồ vật. Ách! Luân hồi chi chủ, đừng quản cây này có thể hay không kéo dài đến bỉ ngạn, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Ta, thân thể ta không tốt lắm. Phản Thanh Ảnh sờ lên bụng của mình, Diệp Thần thay nàng chữa thương, hóa giải đại lượng hắc ám, nhưng nàng bị giam giữ tại vòng nguyên quá lâu. Vực sâu hắc ám khí tức lắng đọng ở đan điền chỗ sâu, tạo thành u ác tính một dạng đồ vật, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải, mới có thể chân chính khôi phục khỏi hẳn. Ân. Diệp Thần khẽ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy an toàn nơi nghỉ ngơi, đột nhiên trong lòng lại là nhảy một cái, bắt được một cỗ khí tức quen thuộc. Là câu chi mảnh vụn khí tức. Câu chi mảnh vụn, quả nhiên liền giấu ở trong thiên vực. Bây giờ, Diệp Thần thân ở thiên vực, cẩn thận cảm ứng một chút. Liền tinh tường bắt được câu chi mảnh vụn nhân quả khí tức. Đi theo ta. Có một chỗ, ta phải đi. Diệp Thần trong lòng hơi động, hướng Phản Thanh Ảnh vẫy tay, dọc theo câu chi mảnh vụn khí tức phát ra chỗ, bay lượn mà đi. Phản Thiên Đại Điển sắp tới, Diệp Thần địch nhân, Hồn Thiên Đế, Ma Phi Thiên, Hồng Quân Lão Tổ, xấu thần bọn người tới, hắn lại giết Tiêu Hàn Tinh, đắc tội quốc sư, tương lai cục diện hung hiểm trọng trọng. Nếu như có thể tìm được câu chi mảnh vụn, triệt để bổ tu thắp sáng ma ngục mệnh tinh, cái kia Diệp Thần thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đối mặt đủ loại nguy cơ, cũng có thể có càng tự nhiên chào hỏi chi lực. Bây giờ bắt được câu chi mảnh vụn khí tức, Diệp Thần tự nhiên không muốn bỏ qua. Phản Thanh Ảnh trong lòng hiếu kỳ, lại không biết Diệp Thần muốn dẫn mình đi chỗ nào, liền đi theo. Hai người tại thiên vực trong tinh không cướp đi, tốc độ cực nhanh. Không cần đã lâu, Diệp Thần đi tới câu chi mảnh vụn khí tức phát ra chỗ phụ cận. Ở đây lại tràn ngập một mảnh trắng xóa sương mù, nhìn kỹ lại, đây không phải là bình thường sương mù, là từng khỏa điểm sáng, hội tụ mà thành quang vụ. Diệp Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn mong muốn câu chi mảnh vụn, ngay tại nồng vụ chỗ sâu. Chỉ là, mảnh này trắng xóa nồng vụ, lộ ra một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm, Diệp Thần dựa vào một chút gần, liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tư duy vận chuyển không khoái, đầu óc tốt giống đã biến thành giấy trắng tầm thường trống không. Hết thảy ký ức đều bị một cỗ không hiểu quang che giấu. A, nơi này. Phản Thanh Ảnh cũng là lộ ra vẻ kinh hãi thần sắc, nhìn về phía trước trắng xóa nồng vụ, nàng không dám tới gần, vội vàng lui về phía sau thối lui.
như thế nào? Diệp Thần hít sâu một hơi, hỗn độn chủng thanh liên, một đóa thanh liên hộ thân, mới không có lại chịu sương mù dày đặc quấy nhiễu, đại não khôi phục thanh tỉnh. Phạn Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn phía trước nồng vụ, phảng phất tại nhìn xem một mảnh vô ngần vực sâu, nói, ta không biết, tóm lại, cũng cảm giác nơi này, rất nguy hiểm, tuyệt đối không phải chúng ta có thể đến gần. Thậm chí hơi không cẩn thận, chúng ta sẽ vẫn lạc nơi này. Luân hồi chi chủ, ta xem chúng ta vẫn là đi mau đi. Vô biên nồng vụ, che giấu nhật nguyệt, che giấu tinh thần, che giấu vũ trụ tinh không, phóng túng lan tràn, Phạn Thanh Ảnh cảm giác chính mình cùng Diệp Thần, cũng muốn bị nồng vụ che giấu, có trầm luân mê thất nguy hiểm. Không, ta ma ngục mệnh tinh cuối cùng một khối mảnh vụn, liền tại đây phiến trong sương mù dày đặc, ta lại có thể nào tay không mà quay về. Diệp Thần mặc dù cũng bắt được một cỗ thâm trầm nguy hiểm, nhưng lại không muốn cứ thế mà đi. Ách! Phạn Thanh Ảnh gặp Diệp Thần không chịu đi, nhân tiện nói, luân hồi chi chủ, vậy ngươi đi vào, ta. Ta ở đây chờ ngươi. Nàng thực sự không dám đặt chân nồng vụ, sợ chính mình sẽ bị lạc. Cái này Phạn Thiên Kiếm, cũng trả cho ngươi đi, ta từng câu thông Phạn Thiên Lão Tổ, hắn nói muốn gặp lại ngươi. Ngươi cầm thanh kiếm này, có lẽ có thể được đến Phạn Thiên chúc phúc. Như vậy thì tính toán đụng tới nguy hiểm gì, cũng có thể ứng đối chào hỏi. Phạn Thanh Ảnh đem trong tay Phạn Thiên Kiếm, đưa cho Diệp Thần, thanh kiếm này, vốn chính là Diệp Thần cho nàng mượn. Ân, cũng tốt. Diệp Thần nghĩ nghĩ, liền nhận lấy Phạn Thiên Kiếm. Cầm tới Phạn Thiên Kiếm trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác tinh thần của mình, cùng thế giới này, có sâu hơn liên lạc. Hắn nếm thử ở trong lòng kêu gọi Phạn Thiên, nhưng cũng không có được đáp lại. Phạn Thiên đang ngủ say. Ta muốn cùng hắn câu thông, cần càng thâm nhập kêu gọi mới được. Diệp Thần nghĩ thầm, bây giờ câu chi mảnh vụn đang ở trước mắt, hắn tính toán đi trước tìm kiếm mảnh vụn, đằng sau lại nghĩ biện pháp cùng Phạn Thiên câu thông. Cái này Phạn Thiên kiếm, bản thân liền có Phạn Thiên chúc phúc, Diệp Thần mang kiếm tại người, nhiều một tầng bảo hộ, tự thân tính mệnh cũng an toàn hơn. Phạm cô nương, ngươi lưu ở nơi đây đừng đi động, ta vào xem gì tình huống. Diệp Thần vung tay lên, đem một đóa hỗn độn thanh liên trùng tại Phạn Thanh Ảnh bên cạnh, bảo hộ lấy nàng. Luân hồi chi chủ, ngươi hết thảy cẩn thận. Phạn Thanh Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, mảnh này nồng vụ, nàng là thực sự không dám đặt chân, chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi Diệp Thần. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền cất bước vào trong sương mù dày đặc, hắn tại Phạn Thanh Ảnh bên cạnh, gieo xuống một đóa hỗn độn thanh liên, đã bảo hộ nàng, cũng là bảo vệ mình. Có một đóa hỗn độn thanh liên ở bên ngoài, Diệp Thần có thể khóa chặt tọa độ. Như vậy thì coi như hắn tại trong sương mù dày đặc lạc đường, cũng có thể dọc theo hỗn độn thanh liên khí tức, tố nguyên trở về. Hoa lạp. Diệp Thần bước vào trong sương mù dày đặc, chỉ trong nháy mắt, lại cảm giác chính mình giống như rơi vào trong một cái ao đi, dưới chân buông lỏng, có loại trượt chân rơi xuống rơi vào trong nước cảm giác, chung quanh nồng vụ chính là từng sợi dòng nước, hắn trong lúc đi lại, như lội nước mà đi, đi lại gian khổ. Mảnh này nồng vụ, ngược lại là cổ quái vô cùng. Diệp Thần nhíu nhíu mày, kim cương bất hủ thể, luân hồi nguyên thể, vi giờ nu thạch tâm thủ hộ pháp, còn có luân hồi trong thất tinh thần giáp mệnh tinh, đủ loại thủ hộ đại đạo toàn bộ triển khai, ở xung quanh người hóa thành từng tầng cương khí kim màu vàng óng, bảo hộ lấy tự thân. Hắn đặt mình vào tại trong sương mù dày đặc, không thấy thiên, không kiến giải, không thấy nhật nguyệt, chung quanh chỉ có từng sợi vô cùng sương mù dày đặc sương mù, nhìn kỹ lại, cái kia sương mù lại là từng viên điểm sáng. Những điểm sáng này thuần trắng thánh khiết, để cho Diệp Thần cảm giác có chút quen thuộc, không hiểu nghĩ tới Lăng Xương Tiên Tử. Trong lòng Diệp Thần ẩn ẩn có một cái vô cùng đáng sợ ngờ tới, nhưng lại không muốn tiếp nhận, hắn muốn tìm kiếm câu chi mảnh vụn, cái này đã trở thành chấp niệm. Trắng xóa sương mù, không ngừng quanh quẩn tại Diệp Thần chung quanh thân thể, mặc dù Diệp Thần có đủ loại hộ thể cương khí, nhưng thế mà không cách nào phòng ngự được những xương trắng này ăn mòn. Từng khỏa điểm sáng hội tụ thành sương mù, điên cuồng dọc theo lỗ chân lông của hắn. Hướng về thân thể của hắn mỗi một cái xó xỉnh chui vào, mà cỗ này xâm nhập, cũng không phải hồng thủy mãnh thú, mà là một cỗ xuân phong hóa vũ một dạng thoải mái, nhuận vật vô thanh, để cho người ta thăng không dậy nổi cái gì kháng cự ý niệm. Diệp Thần cảm giác đại não có chút hỗn độn, tư duy có chút mơ hồ, duy nhất còn rõ ràng, chính là chấp niệm của hắn, muốn tìm câu chi mảnh vụn chấp niệm. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi hướng về phương nào? Dần dần, Diệp Thần đại não càng ngày càng hỗn độn. Tư duy cơ hồ trở thành trống không, cơ thể mỗi một chỗ xó xỉnh, đều bị thần thánh thuần trắng tia sáng lấp kín. Hắn cảm giác chính mình đã biến thành quang. Biến thành quang, đây là trụ thần nhóm nguyện vọng, là trong truyền thuyết vô thượng siêu thoát.
Diệp Thần liền có một loại siêu thoát cảm giác, toàn thân nhẹ nhàng, mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, phảng phất cũng đã ma diệt, cũng đã biến thành quang. Nhưng chấp niệm của hắn còn tại, hắn còn muốn đi tìm câu chi mảnh vụn, thế là hắn từng bước một tiến lên, chẳng có mục đích tiến lên, như một bộ cái xác không hồn. Diệp Thần cảm giác đầu óc của mình tinh thần, hẳn là nhận lấy quang ăn mòn, nhưng kỳ quái là, hắn thế mà thăng không dậy nổi phản kháng chút nào ý niệm. Thậm chí hắn cảm thấy, đây không phải là ăn mòn, mà là giải phóng. Là siêu thoát. Quang đang giải phóng hắn, đem nhục thể của hắn, linh hồn, tinh thần, chưa từng chừng mực trong tranh đấu giải phóng ra ngoài, để cho hắn lấy được vô thượng giải thoát cùng khoái hoạt. Hắn muốn dung nhập quang, cùng ức vạn quang huy cùng ở tại, vĩnh hằng bất diệt. Đúng vậy a, ta muốn biến thành hết. Nhưng, thần sắc đẹp, Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, tưởng nhớ rõ ràng. Các nàng làm sao bây giờ? Tinh Không Bỉ Ngạn đợi chờ mình nhậm tiền bối sẽ làm thế nào? Diệp Thần mơ hồ trong đầu, bốc lên đủ loại mơ hồ ý niệm. Biến thành chỉ có Muôn Vạn Hảo, hắn có thể giải thoát, nhưng bạn lữ của hắn đâu? Vì chính mình bị thương nhậm tiền bối đâu? Thậm chí nhậm tiền bối hủy tu vi của mình phần cuối, cưỡng ép tăng cao thực lực, đại giới cực lớn, tương đương không có tương lai. Từng cái hồng nhan chi kỷ gương mặt, từng cái luân hồi đại năng cùng nhậm phi phàm khuôn mặt từ Diệp Thần trong đầu lướt qua, những thứ này khuôn mặt cùng uyển chuyển hay là uy vũ thân ảnh, cũng không có bị quang che giấu, đó là Diệp Thần đáy lòng chỗ sâu nhất cơ thạch. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, cước bộ dừng lại, kinh ngạc nhìn xem bốn phía. Chung quanh nồng đậm sương mù, từng khỏa nhỏ vụn điểm sáng màu trắng, tại Diệp Thần trong mắt, lại trở thành kinh khủng man hoang cự thú, muốn thôn phệ hết thảy của hắn. Đây là ánh sáng của bầu trời thần thủy. Đáng chết, ta lại bước vào ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong. Trong chốc lát, Diệp Thần thiên cơ hiểu ra, hết thảy đều hiểu rồi. Nguyên lai mảnh này nồng vụ khu vực, lại chính là trong truyền thuyết ánh sáng của bầu trời thần thủy. Là quang chi tử quyền hành chỗ. Ai có thể uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, đồng thời luyện hóa, người đó liền có thể trở thành quang chi tử. Nhưng, nghĩ luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy, như thế nào khả năng? Ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong, mỗi một điểm quang, đều tràn đầy kinh khủng thần thánh sức mạnh, một điểm quang huy nở rộ, cũng đủ để đem một mảnh tinh không chiếu rọi thành trống không, vạn vật hóa thành phế tích, thậm chí hư vô. Đây chính là quang kinh khủng, trắng lóa hào quang bao phủ xuống đi, vạn vật đều phải hóa thành trống không. Vừa mới Diệp Thần đại não, thiếu chút nữa bị ăn mòn thành trống không. Bây giờ, hắn tỉnh táo lại, nhưng đầu óc vẫn là một cỗ đau đớn kịch liệt, đã bị quang xâm hại. Diệp Thần nội thị cơ thể, phát hiện mình đại não, còn có kinh mạch, đan điền, có rất nhiều chỗ, đã xuất hiện trống không, một chút không quá trí nhớ khắc sâu, Diệp Thần đã quên hết, không nhớ nổi. Mà những thứ này trống không chỗ, lại tựa như u ác tính đồng dạng, nếu như không xử lý, trống không sẽ lan tràn, cuối cùng để cho Diệp Thần toàn thân hóa thành trống không, mất đi bản thân, bị quang đoạt xá. Vực sâu hắc ám rành rụm, có thể kết thành u ác tính, thần thánh quang minh hội tụ, với thân thể người tới nói, giống nhau là u ác tính. Ông, Diệp Thần cảm thấy, trong tay Phản Thiên Kiếm, truyền đến một hồi vù vù, có âm thanh từ trong thân kiếm truyền ra. Nguy hiểm. Ở đây, rất nguy hiểm. Rời đi, mau rời đi. Thanh âm này mông lung, phiêu phiêu miểu miểu, tựa như ngủ say giả nói mê, mang theo vô thượng sợ hãi. Diệp Thần nghe được, đó là Phản Thiên âm thanh. Phản Thiên cũng tại sợ hãi. Bởi vì, đây là ánh sáng của bầu trời thần thủy, là quang chi tử quyền hành chỗ. Quang chi tử quyền hành, bao trùm tại Phản Thiên phía trên. Diệp Thần ở sâu trong nội tâm, cũng là dâng lên một cỗ nồng đậm sợ hãi. Hắn biết, chính mình thâm nhập hơn nữa mà nói, nhất định sẽ bị ánh sáng của bầu trời nuốt hết, biến thành trống không khôi lỗi, mất đi hết thảy. Thực sự là địa phương đáng sợ. Nghĩ không ra, ta muốn câu chi mảnh vụn, thế mà thất lạc nơi này. Diệp Thần nội tâm tràn ngập không cam lòng, câu chi mảnh vụn lại rơi xuống tại ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong, hắn muốn cướp được mà nói, nhất thiết phải bước vào ánh sáng của bầu trời thần thủy chỗ sâu. Nhưng nếu như, hắn dám đặt chân chỗ sâu, nhất định lọt vào ánh sáng của bầu trời bao phủ, biến thành trống không. Theo lý thuyết, hắn biết rõ câu chi mảnh vụn đang ở trước mắt, lại không cách nào tiếp tục tiến lên tìm kiếm. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhưng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước. Đằng sau lại nghĩ biện pháp tìm. Bằng không, dừng lại thêm đi xuống, hắn chắc chắn phải chết. Đây là quang, ánh sáng của bầu trời thần thủy, quang chi tử quyền hành chỗ, ngay cả trụ thần đều vì đó kinh dị sợ hãi chỗ.
Nếu như không phải Diệp Thần hộ thể cương khí đủ cường đại, đạo tâm đủ mạnh mẽ, vừa mới hắn đã sớm bị ăn mòn thành trống không. Bất đắc dĩ Diệp Thần, cũng chỉ có thể đạp vào đường về. May mắn hắn lưu lại một tay, ở bên ngoài gieo một đóa hỗn độn thanh liên, cho nên mặc dù tại nồng đậm trong sương mù trắng, hắn cũng có thể bắt được đường trở về. Lập tức, Diệp Thần cấp tốc dọc theo đường cũ trở về, một khắc cũng không dám dừng lại, chung quanh quang vụ còn tại ăn mòn hắn, giống như hạt sương dính tại trên người hắn, vung đi không được. Hắn mặc dù cố hết sức xua tan, lại một mực thủ hộ tự thân, nhưng đại não cùng trong thân thể trống không triệu chứng, lại là càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần liền hô hấp đều có chút khó khăn. Diệp Thần như chạy trốn một dạng gia tốc tiến lên, cuối cùng thoát đi mảnh này nồng vụ, về tới ngoại giới, lập tức đâm đầu vào không khí trong lành. Chỉ là trên người hắn, còn quanh quẩn một tầng nhàn nhạt quang, đó là ánh sáng của bầu trời thần thủy điểm sáng dính chặt, lại như giỏi trong xương giống như. Luân hồi chi chủ, người đi ra. Phản Thanh Ảnh nhìn thấy Diệp Thần đi ra, lập tức sợ hết hồn, chỉ thấy Diệp Thần sắc mặt tái nhợt dọa người, tóc cũng có một nửa trắng ra. Diệp Thần gian khổ ngước mắt, gặp được Phản Thanh Ảnh, lại nhìn thấy Phản Thanh Ảnh bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một lão già. Lão già người mặc thanh bào, nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, cũng là hết sức kích động cùng lo nghĩ, kêu lên. Lão phu cầu thiên tôn, tham kiến luân hồi chi chủ. Diệp Thần nghi hoặc, hỏi, ngươi là ai? Lão giả lại chắp tay nói, lão phu cầu thiên tôn, đã từng câu chi mảnh vụn bảo quản giả, luân hồi chi chủ, ngươi có nghe nói qua ta? Diệp Thần chấn động trong lòng, đúng a, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, đều có bảo quản giả, câu chi mảnh vụn bảo quản giả, chính là gọi câu thiên tôn. Câu thiên tôn hưng thịnh thời điểm, chấp trưởng bắt pháp tắc, hắn nói muốn bắt cái nào ma thần liền không cách nào chuyển động, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không cách nào cùng bắt pháp tắc ý chí chống lại. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, lại ở chỗ này nhìn thấy câu thiên tôn. Câu thiên tôn nói, lão phu vừa mới nghe được Phản Thiên lão tổ thần âm, Phản Thiên lão tổ bảo ta tới đây tiếp dẫn ngươi, luân hồi chi chủ, trời có mắt rồi, ngươi có thể từ ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong sống sót mà đi ra ngoài, thực sự là kỳ tích a. Đang khi nói chuyện, câu thiên tôn nhìn về phía Diệp Thần sau lưng nồng vụ, trong mắt cũng là mang theo sâu đậm vẻ sợ hãi. Mảnh này nồng vụ, chính là ánh sáng của bầu trời thần thủy chỗ. Diệp Thần nhìn phía sau nồng vụ, cũng là lòng còn sợ hãi, hắn vừa mới kém chút biến thành quang, biến thành trống không. Nguyên lai là Phản Thiên lão tổ gọi ngươi tới. Diệp Thần cảm thấy thư giãn một chút, xem ra Phản Thiên đã chú ý tới mình, hơn nữa nghĩ biện pháp ban thưởng đủ loại che chở. Câu thiên tôn nói, chính là, chỉ là, lão phu vẫn là tới chậm, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi đã mắc ánh sáng của bầu trời trứng, cái này có thể hỏng bét cực điểm. Ánh sáng của bầu trời trứng. Diệp Thần trong lòng hơi động, hiển hóa ra một chiếc gương, chiếu chiếu hình dạng của mình, chỉ thấy gương mặt tái nhợt, tóc bạc một nửa, bộ dáng tương đương thảm đạm. Lại nội thị cơ thể, đại não, kinh mạch, nơi đan điền, cũng có rất nhiều trống không. Địa phương khác còn tốt, đại não trống không, lại là phải chết tồn tại, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, trống không khuếch tán lan tràn, hắn cả viên đại não toàn bộ biến thành trống không, mất đi tất cả linh thức, vậy thì bị quang đoạt xác, cùng chết cũng không sai biệt lắm. Câu thiên tôn nói, bị ánh sáng của bầu trời thần thủy ăn mòn, coi như may mắn không chết, cũng biết mắc ánh sáng của bầu trời trứng, nếu như không trị liệu xử lý, ánh sáng của bầu trời trứng bệnh phát, đại não của con người biến thành trống không, vậy liền thành cái xác không hồn, muốn biến thành quang nô lệ. Phản Thanh Ảnh lấy làm kinh hãi, nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu là ngươi xảy ra chuyện, chúng ta liền không cách nào. Diệp Thần nhíu mày do dự một chút, nói, không sao, chỉ cần ta không chết, tất cả đều dễ nói chuyện. Cái này ánh sáng của bầu trời trứng, ta có thủ đoạn có thể trị, dùng âm dương điều hòa thủ pháp, lấy âm khí trung hòa ánh sáng của bầu trời, đạt tới âm dương hòa hợp, liền có thể chữa trị cái này ánh sáng của bầu trời trứng. Mặc dù thân mắc ánh sáng của bầu trời trứng, nhưng Diệp Thần cũng không hoảng, đã nghĩ đến hòa giải trị liệu pháp môn, hắn đan điền chỗ sâu, lắng động lấy một tia hắc huyên độc tuyền, phì nhiêu trên kim đan thọ ôn hỏa thủy, cũng là hắc ám âm sát chi vật, có thể dùng đến trung hòa ánh sáng của bầu trời. Câu thiên tôn khen, tôn chủ thần thông quảng đại, tầm mắt cao minh, nhanh như vậy liền biết trị liệu ánh sáng của bầu trời chứng pháp môn, lão phu bội phục. Người tôn chủ kia liền theo ta trở về Phản Thiên tộc bộ lạc một chuyến, Phản Thiên trong tộc có cửu u vạn hồn phiên. Vật này ẩn chứa chí âm chí tà sát khí, vừa vặn có thể dùng để chống cự ánh sáng của bầu trời ăn mòn. Diệp Thần nói, Phản Thiên tộc bộ lạc, ngươi ở tại Phản Thiên trong tộc. Câu thiên tôn thở dài, chính là, trước kia luân hồi địa ngục sụp đổ sau,
Câu chi mảnh vụn thất lạc nơi này, lão phu khổ tâm tìm về, nhưng nơi đây thụ thần tộc, nhân tộc, còn có vực sâu ma hải hung đồ, đều nghĩ cướp đoạt. Lão phu rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem câu chi mảnh vụn ném vào trong ánh sáng của bầu trời thần thủy, mảnh vụn này cùng rơi vào ngoại nhân trong tay, chẳng bằng trực tiếp ném đi, ai cũng lấy không được. Từ đó về sau, ta nương nhờ ẩn cư tại Phản Thiên trong tộc, Phản Thiên tộc là Phản Thiên lão tổ con dân, nhất là đường hoàng chính khí, bọn hắn lại sẽ không mưu đồ ta đổ vật. Chỉ là ta vạn vạn không nghĩ tới, luân hồi địa ngục thế mà lại còn có xây lại một ngày, ta thực sự là tội đáng chết vạn lần, câu chi mảnh vụn bị ta vứt bỏ, lại là cũng lại không cầm về được. Trong lòng Diệp Thần run lên, quay đầu nhìn xem nồng vụ, còn có thể rõ ràng bắt được câu chi mảnh vụn khí tức, nói. Tiền bối, thì ra cái này câu chi mảnh vụn, là ngươi vứt bỏ. Câu Thiên Tôn lộ ra biểu tình khổ sở, nói, ân, thực sự là thật xin lỗi, tôn chủ, ta không nghĩ tới. Diệp Thần khóe mắt nhảy lên, cũng là một tiếng thở dài, nói, ai, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, vậy có hay không biện pháp gì, có thể đem câu chi mảnh vụn lấy ra. Câu Thiên Tôn do dự không đáp, câu chi mảnh vụn bị hắn ném vào ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong đi, muốn lấy ra, nơi nào có dễ dàng như vậy. Liền xem như siêu phẩm thiên đế cường giả, bước vào trong ánh sáng của bầu trời thần thủy, đều muốn bị chiếu rọi thành trống không, nghĩ tại trong đó tầm bảo, khó hơn lên trời. Tôn chủ, người vẫn là trước tiên theo ta trở về Phản Thiên bộ lạc một chuyến, Phản Thiên trong bộ lạc cửu u vạn hồn phiên, người đi hấp thu trong đó âm sát tà khí, liền có thể hòa giải ánh sáng của bầu trời triệu chứng, dần dần khôi phục cơ thể. Bằng không, ánh sáng của bầu trời lan tràn khuếch tán, hậu quả khó mà lường được a. Câu Thiên Tôn nhìn xem Diệp Thần vô cùng trắng bệch khuôn mặt, cũng sợ hắn lọt vào ánh sáng của bầu trời chứng từng bước xâm chiếm. Cũng tốt. Diệp Thần trên người có âm u chi vật, có thể hòa giải, nhưng nếu như Câu Thiên Tôn có tốt hơn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Phạm cô nương, chúng ta cùng đi. Lập tức, Diệp Thần liền mang theo Phản Thanh Ảnh, đi theo Câu Thiên Tôn, đi tới Phản Thiên bộ lạc. Chờ đã, cửu u vạn hồn phiên. Đi không có mấy bước. Trong lòng Diệp Thần chấn động mạnh, nghĩ tới. Cái này cửu u vạn hồn phiên, có phải hay không chính là ngày xưa hồn thiên đế hồn khí? Diệp Thần nghĩ tới, hồn thiên đế một món cuối cùng hồn khí, tựa hồ chính là gọi cửu u vạn hồn phiên A, cũng là xấu thần chuyến này muốn cướp được đồ vật. Câu Thiên Tôn nói, chính là, cái kia hồn khí rơi xuống nơi này, sớm bị Phản Thiên tộc nhận được, cùng phụng tại trong bộ lạc. Ánh sáng của bầu trời thần thủy cách mỗi trăm năm thời gian, liền sẽ bộc phát một lần quang chiều. Sinh linh chịu quang chiều xung kích, liền có biến thành trống không nguy hiểm. Phản Thiên tộc tế luyện cửu u vạn hồn phiên, dùng phương pháp này bảo, tới chống lại ánh sáng của bầu trời, lấy hắc ám đến đối kháng quang minh. Diệp Thần khẽ gật đầu, đại khái hiểu rồi. Hắn vừa tới Phản Thiên thánh địa thời điểm, đụng phải một chút đặc thù thụ thần tộc nhân, bọn hắn đại não chính là trống không, nghĩ đến là chịu đến ánh sáng của bầu trời thần thủy quang chiều xung kích, đã mất đi bản thân, đã biến thành quang nô lệ. Chỉ có thể mù quáng ngu ngốc ngu đi sùng bái quang, thậm chí tôn sùng Diệp Thần khả năng này quang chi tử. Thì ra cái này cửu u vạn hồn phiên, ngay tại Phản Thiên tộc trong bộ lạc, tiền bối kia mang ta đi xem một chút đi. Diệp Thần nói, hắn cũng rất muốn xem, hồn thiên đế cuối cùng này một kiện hồn khí, đến cùng là bực nào bộ dáng. Hư không xuyên toa, tinh quỹ biến ảo, Diệp Thần cùng Phản Thanh Ảnh, đi theo Câu Thiên Tôn, rất nhanh là đến Phản Thiên tộc bộ lạc lãnh địa. Thiên vực minh mông, qua lại các nơi cần sử dụng không gian xuyên toa thủ đoạn, mà ở trong đó không gian pháp tắc dị thường nghiêm mật, võ giả tầm thường nửa bước khó đi. May mắn Diệp Thần cùng Câu Thiên Tôn, cũng là tu vi người mạnh mẽ, xuyên thẳng qua hư không tự nhiên không thành vấn đề. Đến, tôn chủ, Câu Thiên Tôn đạo. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn lại, Phản Thiên tộc bộ lạc lãnh địa, ngay tại trước mắt mình, tràng cảnh vô cùng hùng vĩ. Đen như mực thâm thúy thiên vực trong vũ trụ. Một cây cực lớn thẳng kỳ phiên đứng sừng sững lấy, cái kia kỳ phiên cao, không thể độ lượng, có trăm ngàn hành tinh, vây quanh kỳ phiên chuyển động. Cái này kỳ phiên liền khổng lồ nguy nga tới mức như thế, nhật nguyệt tinh thần so sánh cùng nhau, lại nhỏ bé như bắn châu, muốn quay chung quanh xoay tròn. Kỳ phiên toàn thân tối tăm, phía trên lượn lờ ngàn vạn oan hồn, từng đầu oan hồn tiếng buồn bã khóc thét, âm phong thảm thảm, đậm đà quỷ khí phóng túng tràn ngập, vùng tinh không này tựa như một mảnh quỷ vực. Câu Thiên Tôn nói, Phản Thiên tộc là đường hoàng quang minh nhân nghĩa chủng tộc, nhưng trong mắt Diệp Thần thấy, cái này Phản Thiên tộc bộ lạc, chỉ có vô tận âm khí cùng hắc ám. Nơi này chính là Phản Thiên bộ lạc sao, thật là khủng khiếp cảnh tượng. Cái này cửu u vạn hồn phiên, cũng quá lớn một điểm.
Diệp Thần không nghĩ tới, cái này Cửu U Vạn Hồn Phiên càng như thế to lớn hùng vĩ, sừng sững ở trong tinh không, từ bài bưng đến cuối cùng, có ánh sáng năm giống như dài, tinh thần so sánh cùng nhau, chỉ là hạt bụi nhỏ. Câu Thiên Tôn nói, ai, ánh sáng của bầu trời thần thủy trăm năm liền muốn bộc phát một lần quang triều, thánh quang phai mờ hết thảy, kinh khủng dị thường, chỉ có dựa vào hắc ám, mới có thể chống lại. Cho nên, Phản Thiên Tộc cũng chỉ có thể cung phụng Cửu U Vạn Hồn Phiên, đi đối kháng thánh quang thần triều. Cái này Cửu U Vạn Hồn Phiên, vô tận kỷ nguyên đến nay, phải Phản Thiên Tộc máu tươi tính mệnh cung phụng, ma khí sôi trào ngập trời, so Hồn Thiên Đế tay cầm đỉnh phong thời điểm, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Coi như Hồn Thiên Đế đích thân tới, cũng chưa chắc có thể đem cái này Vạn Hồn Phiên cầm trở lại, bởi vì pháp bảo này ma khí, thực sự quá mãnh liệt, không phải sức người có thể trưởng khống, trừ phi tinh không bị ngạn cường giả buông xuống. Diệp Thần ngước nhìn Cửu U Vạn Hồn Phiên, cũng cảm thấy pháp bảo này kinh khủng, ma khí sôi trào nổ tung, oan hồn lượn lờ khóc thét, không biết lây dính bao nhiêu máu tươi tính mệnh. Pháp bảo này uy lực, so đỉnh phong thời điểm còn kinh khủng hơn rất nhiều, coi như Hồn Thiên Đế tới, cũng chưa chắc có thể trưởng khống. Toàn bộ Cửu U Vạn Hồn Phiên, ma khí đã thật sâu mọc rễ vào thiên vực bên trong, trở thành thiên vực một cái vĩ đại kỳ quan, chuyên môn dùng để đối kháng ánh sáng của bầu trời thần thủy xung kích. Tôn chủ, người hấp thu Cửu U Vạn Hồn Phiên ma khí, đối ngược thể nội ánh sáng của bầu trời, liền có thể trị liệu ánh sáng của bầu trời chứng, ta trước tiên dẫn người đi nhìn một chút Kim Lan Tế Tự. Câu Thiên Tôn đạo. Hảo. Diệp Thần gật đầu, liền đi theo Câu Thiên Tôn, tiến vào Phản Thiên Tộc trong bộ lạc. Phản Thanh Ảnh nhìn thấy Cửu U Vạn Hồn Phiên như thế hùng vĩ nguy nga bộ dáng, cũng là thất thần một lúc lâu, nhìn thấy Diệp Thần cùng Câu Thiên Tôn đi, mới vội vàng theo sau. Câu Thiên Tôn mang theo hai người, đi tới Phản Thiên Bộ Lạc Chủ Tinh, một người mặc tế tự trưởng bào, lão giả râu tóc bạc trắng, mang theo mấy cái thanh niên ra nghênh tiếp. Lão giả chính là Câu Thiên Tôn nói tới Kim Lan Tế Tự, là Phản Thiên trong tộc đức cao vọng trọng tồn tại. Câu Thiên Tôn hướng Kim Lan Tế Tự lời thuyết minh nguyên nhân, Kim Lan Tế Tự cái kia tròng mắt đục ngầu bên trong, lập tức sáng lên tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, nghiêm nghị nói. Thì ra tiên sinh chính là Luân Hồi Chi Chủ sao, nghe đại danh đã lâu, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Nói xong liền cúi người chào. Diệp Thần vội vươn tay đỡ lấy, nói, lão tiền bối không cần đa lễ. Kim Lan Tế Tự nói, lão hủ lắng nghe qua Phản Thiên lão tổ thần dụ, Phản Thiên lão tổ cũng nhắc qua Diệp tiên sinh, bây giờ ta Phản Thiên tộc gặp đại nạn, chỉ có Diệp tiên sinh có thể cứu vớt a. Còn xin Diệp tiên sinh ra tay, cứu ta tộc tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Diệp Thần kỳ nói, không biết là ra sao biến cố. Kim Lan Tế Tự thở dài, ta Phản Thiên tộc tộc trưởng bị nhiễu sóng lão tổ ký sinh, khổ không thể tả, lần này cục diện, lão hủ nghĩ thầm, cũng chỉ có Diệp tiên sinh có thể phá giải. Diệp Thần nghe lời nói này, sắc mặt biến hóa, nói, các ngươi tộc trưởng, chính là cổ Phạm Quốc quốc sư Phạm Cô Hồng. Hắn bị nhiễu sóng lão tổ sống nhờ. Kim Lan Tế Tự nói, chính là, cái kia nhiễu sóng lão tổ, muốn đoạt xá tộc trưởng một mực đau khổ chống lại, trước đó vài ngày, ba quỷ thần bên trong hư thối lão tổ, chết ở Diệp tiên sinh thủ hạ. Quỷ thần khí vận đại suy, tộc trưởng thoáng đoạt lại thân thể quyền chủ động, lập tức xây dựng Phản Thiên Đại Điển. Xây dựng Phản Thiên Đại Điển, mở ra thiên vực cấm chế, tộc trưởng liền có thể dẫn động ánh sáng của bầu trời thần thủy tia sáng, rồi rửa tự thân, rửa đi nhiễu sóng lão tổ. Nhưng phương pháp này 10 phần mạo hiểm, ánh sáng của bầu trời rội rửa, kinh khủng bực nào, tộc trưởng linh trí, đều có thể bị ánh sáng của bầu trời chôn vùi. Lão hủ muốn càng ổn thỏa biện pháp, Diệp tiên sinh, người thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp có thể thanh trừ nhiễu sóng lão tổ ký sinh a. Diệp Thần nghe xong Kim Lan Tế Tự một phen, lập tức thiên cơ hiểu rõ, rất nhiều mạch lạc đều biết thích. Thì ra, cổ Phạm Quốc quốc sư tổ chức Phản Thiên Đại Điển, ngoại trừ vì Phản Thiên tìm kiếm người thừa kế, còn muốn thanh trừ tự thân ký sinh đau đớn, muốn xua hổ nuốt sói, mượn dùng ánh sáng của bầu trời thần thủy sức mạnh, rồi rửa tịnh hóa đi nhiễu sóng lão tổ. Nhưng loại biện pháp này, hơi bị quá mức mạo hiểm, xua hổ nuốt sói, đem sói nuốt rơi đồng thời, chính mình cũng có thể là bị thôn phệ. Một bên Phản Thanh Ảnh a một tiếng, nói. Thì ra quốc sư đã bị nhiễu sóng lão tổ sống nhờ sao. Khó trách những năm gần đây, ta xem quốc sư nhất cử nhất động, khắp nơi lộ ra quái dị. Trước đây Tiêu Hàn Tinh tố giác, nói ta sùng bái Luân Hồi Chi Chủ, là dị đoan, muốn xử tử ta, quốc sư vốn là đáp ứng, về sau lại thay đổi chủ ý, đem ta giam giữ tại trong vòng nguyên biên thùy. Ân. Nghĩ đến là quốc sư trong lòng, thiên nhân giao chiến, chính hắn linh trí, cùng nhiễu sóng lão tổ ý thức, lẫn nhau tranh phong, cho nên trước sau cử chỉ khác biệt, quyết sách có kém.
Câu Thiên Tôn nói, Tôn chủ, người có biện pháp thanh trừ nhiễu sóng lão tổ ký sinh. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, loại này ký sinh, nghĩ đến xử lý không tốt. Kim Lan Tế Tự nói, Diệp tiên sinh, xin ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, ta lắng nghe Phản Thiên lão tổ thần dụ, hắn cũng nói chỉ có ngươi ra tay, mới có thể giải quyết hết thảy. Lấy ánh sáng của bầu trời thần thủy rội rửa, phương pháp này tuyệt đối không thể đi, quá nguy hiểm. Diệp Thần do dự suy nghĩ, trong lòng thoáng qua đủ loại trị liệu cùng tịnh hóa chi pháp, nhưng không có tự mình tiếp xúc qua quốc sư Phạm Cô Hồng, hắn cũng không biết có hiệu quả hay không. Hơn nữa, nhiễu sóng lão tổ là ba quỷ thần một trong, bị hắn dây dưa, thậm chí bị hắn sống nhờ, muốn thanh trừ, lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Chính mình tiếp xúc trước hai vị, đều là khó giải quyết tồn tại. Lại càng không cần phải nói đây càng quỷ dị nhiễu sóng lão tổ. Lão tiền bối, ta sẽ hết sức nỗ lực, nhưng thành bại hay không, ta cũng không dám khoe khoang khoác lác. Diệp Thần chỉ có thể đã nói như vậy. Kim Lan Tế Tự vui vẻ nói, rất tốt, Diệp tiên sinh chịu hỗ trợ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, vậy thì xin Diệp tiên sinh đi trước nghỉ ngơi, chữa khỏi tự thân ánh sáng của bầu trời chứng lại nói. Chờ Phản Thiên Đại Điển bắt đầu, ta nghĩ thời điểm lúc đó, chính là Diệp tiên sinh xuất thủ thời cơ. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền tại Phản Thiên tộc bộ lạc bên trong dàn xếp lại. Như thế nào giải quyết nhiễu sóng lão tổ ký sinh, Diệp Thần cũng không tốt sách, lập tức cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Hắn cũng không nóng nảy, bây giờ trọng yếu nhất là trước tiên khôi phục tự thân, hắn vừa rồi đặt chân ánh sáng của bầu trời thần thủy, gặp nghiêm trọng xung kích, bây giờ mắc ánh sáng của bầu trời chứng, đại não xuất hiện trống không, nếu không mau chóng trị liệu giải quyết, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần tự mình xếp bằng ở trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài cửu u vạn hồn phiên hùng vĩ cảnh tượng. Hắn tĩnh tâm điều tức, hô hấp thổ nạp, ánh mắt nhìn chăm chú lên cửu u vạn hồn phiên, theo hô hấp của hắn, liền có từng sợi ma khí nhẹ nhàng đi qua, chui vào hắn trong lỗ chân lông. Cái này cửu u vạn hồn phiên ma khí, 10 phần mãnh liệt, hơn nữa còn ký thác Phản Thiên tộc nhân đối kháng quang minh tín ngưỡng, ẩn chứa trong đó hừng hực tín ngưỡng chi lực, nhất là khắc chế quang minh. Diệp Thần hút vào từng sợi ma khí, lập tức liền cảm thấy thể nội quang minh trống không, bị ma khí che giấu, cái kia quang minh năng lượng, khởi xướng phản kích, cùng ma khí đụng vào lẫn nhau, đến cuối cùng hai tiêu tan vô hình. Quẹ! Diệp Thần phun ra một ngụm hỗn độn máu đen, chợt cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, đã khôi phục nguyên dạng, đã không có ánh sáng mặt trời ăn mòn, cũng không có ma khí khốn nhiễu, quang minh cùng hắc ám va chạm nhau tiêu mất đi. Cái này cũng là hắn thần công huyền diệu, đối với đạo âm dương. Cân đối chi đạo, nắm đến vừa đúng, cho nên hút vào thể nội ma khí, vừa vặn liền có thể triệt tiêu ánh sáng của bầu trời, không nhiều một phần, cũng không ít một phần. Nếu như đổi lại người bình thường, hút vào ma khí quá lượng, tất nhiên sẽ tổn thương tự thân. Bất quá, cơ thể của Diệp Thần mặc dù đã khôi phục, nhưng đại não còn có rảnh rỗi trắng chỗ. Trị liệu đại não ánh sáng của bầu trời chống không chứng, cho dù là Diệp Thần, cũng không dám quá mức liều lĩnh. Hắn từng điểm hấp thu ma khí, chậm chạp đi đối ngược tan rã. Như thế qua không sai biệt lắm 7-8 ngày, Diệp Thần đại não trống không triệu chứng, mới rốt cục hóa giải mất, tóc cũng hoàn toàn khôi phục màu đen, ánh sáng của bầu trời chứng đã triệt để khỏi rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Diệp Thần nhàn rỗi thời điểm, cũng thay Phản Thanh Ảnh trị liệu, nàng chịu vong uyên ăn mòn triệu chứng, cũng hoàn toàn khỏi rồi. Mà lúc này đây, khoảng cách Phản Thiên Đại Điển chính thức bắt đầu, cũng chỉ có cuối cùng mấy ngày. Ta đi vòng uyên biên thủy cướp ngục, lại giết nhị hoàng tử Tiêu Hàn Tinh, phạm phải đại họa như thế, cũng không biết có thể hay không lại tham gia Phản Thiên Đại Điển. Cổ Phạm Quốc bên kia, hẳn là đang truy nã ta đi. Diệp Thần bấm ngón tay suy tính, đại khái có thể suy tính đến, chính mình gây họa sau đó, Cổ Phạm Quốc trên dưới chấn động, đã phát ra lệnh truy nã, muốn đem hắn đuổi bắt quy án. Tại tình huống như thế phía dưới, Diệp Thần thân phận là phạm nhân, rõ ràng khả năng không lớn lại tham gia Phản Thiên Đại Điển. Nhưng trận này đại điển, hắn lại há có thể bỏ lỡ. Xem ra, chỉ có thỉnh Phản Thiên lão tổ hiền linh, mới có thể giải quyết tình huống trước mắt. Diệp Thần cảm thấy tính toán, đến hắn cảnh giới này, tương lai cát hung họa phúc, tự nhiên tâm hữu linh tê, đụng tới nguy nan khốn cục, cũng có thể đoán đại khái ra phương pháp phá cuộc. Trước mắt Diệp Thần có thể tính đến phương pháp phá cuộc, tốt nhất chính là thỉnh Phản Thiên lão tổ hiền linh. Chỉ cần Phản Thiên lão tổ hiền linh, hạ xuống thần dụ. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này Diệp Thần tay cầm Phản Thiên kiếm, trạng thái cũng đã khôi phục lại đỉnh phong, muốn câu thông Phản Thiên, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Lập tức, Diệp Thần cuộn lại hai chân,
đem Phạn Thiên kiếm đặt nằm ngang trước đầu gối, bình tức tĩnh khí, nhắm mắt quan tâm. Hắn vừa mới chuẩn bị kêu gọi, đột nhiên, trong hai tròng mắt phảng phất thấy được một cái hình ảnh. Trong tấm hình không là người khác, mà là Nhậm Tiền Bối. Nhậm Tiền Bối quanh thân phảng phất bị một đoàn màu đen cùng huyết sắc dung hợp sương mù quấn quanh. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh Nhậm Tiền Bối gặp nguy hiểm. Có lẽ là hai người nhân quả bí mật cắt, tại mượn nhờ Phạn Thiên kiếm sức mạnh, cảm nhận được. Nhưng cảm nhận được thì thế nào, chính mình không cách nào cùng Nhậm Tiền Bối câu thông. Diệp Thần ẩn ẩn ngờ tới, đây có lẽ là Hoàn Mỹ gia gia cho Nhậm Tiền Bối cơ duyên. Cơ duyên sau lưng tất nhiên đại biểu cho nguy cơ. Nhưng Nhậm Tiền Bối bây giờ tăng cao thực lực đến loại kia cấp bậc, chẳng lẽ cũng không hóa giải được. Hy vọng Nhậm Tiền Bối an toàn a. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tại trong lòng kêu. Phạn Thiên lão tổ, tiểu tử Diệp Thần khẩn cầu, trông mong cầu đáp lại. Đang kêu gọi Phạn Thiên đồng thời, trong lòng Diệp Thần quan tưởng luân hồi pháp, một cái luân hồi bàn tại phía sau hắn răng rắc bắt đầu chuyển động, hắn là lấy luân hồi chi chủ thân phận, muốn có được Phạn Thiên đáp lại. Kêu chừng mấy tiếng, dần dần, Diệp Thần cảm giác đen như mực trong tầm mắt, xuất hiện quang. Từng sợi màu vàng ánh sáng, mang theo minh mông thần thánh thủ hộ chi ý, dần dần tại Diệp Thần trước mắt hội tụ ra một đạo vĩ ngạn vô biên thân ảnh. Cái kia càng là Vizernu. Không phải Phạn Thiên, là Vizernu. Diệp Thần kêu gọi Phạn Thiên, nhưng chẳng biết tại sao, càng đem Vizernu đưa tới. Luân hồi chi chủ, người tới được tốt. Vizernu vĩ ngạn bá đạo thân ảnh, như núi khuynh thiên sụp đổ giống như, nhanh chân hướng Diệp Thần đi tới, mang theo kinh khủng lực áp bách. Vizernu. Diệp Thần sắc mặt đột biến, không nghĩ tới thế mà đưa tới Vizernu. Người đoạt ta nhục thân, còn dám tới Phạn Thiên Thánh Địa, người đây là tự tìm cái chết. Hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Vizernu vô cùng phẫn nộ, một trường mang theo hổ phách kim quang, vô tận sát y uy thế như bài sơn đảo hải hướng Diệp Thần vỗ tới. Diệp Thần toàn thân không thể động đậy, hô hấp trệ tắc nghẽn, chỉ lát nữa là phải bị Vizernu một trường đánh trúng, lúc này lại có một thanh kiếm, từ trong cơ thể hắn bắn ra, chặn Vizernu một trường. Đó là Phạn Thiên kiếm. Phạn Thiên kiếm lúc này tự động bay ra, bảo hộ lấy Diệp Thần. Phạn Thiên đại ca. Vizernu nhìn thấy Phạn Thiên kiếm xuất hiện, gương mặt lập tức bóp méo một chút. Từ nơi sâu xa, một đạo già nua lại hư phù âm thanh, không biết từ hư không nơi nào vang lên, nói. Mọi loại đều là mệnh, tam đệ, quên đi thôi. Đó chính là Phạn Thiên âm thanh. Vizernu bực tức nói, sao có thể cứ tính như thế? Không còn nhục thân, ta linh hồn tùy thời muốn rơi vào vực sâu. Phạn Thiên âm thanh linh hoạt kỳ ảo như mộng ngữ, lơ lửng không cố định nói, tam đệ. Nhục thể của ngươi, đã về luân hồi chi chủ, chẳng bằng đem linh hồn của mình, cũng giao cho hắn tính toán. Như ngươi thấy, biến thành quang đã không hy vọng, thái sơ bị u ác tính ký sinh, coi như chúng ta đã biến thành quang, cũng không thể siêu thoát, chung quy là chịu lấy vực sâu từng bước xâm chiếm nỗi khổ. Thế giới này nát thối, thái sơ cùng vực sâu tranh đấu, lại muốn cho chúng sinh chịu khổ, chỉ có tử vong mới thật sự là giải thoát. Ngươi có thể giống như ta, tìm kiếm kẻ chết thay, ân, cũng tức là truyền nhân. Đem chúng ta quyền hành, giao ra a, giao cho những cái kia còn có mang nhiệt huyết người. Ta nóng huyết dĩ lạnh, chỉ cầu lấy cái chết giải thoát, người đây. Phạn Thiên âm thanh, mang theo sâu đậm hư vô cùng tịch diệt, còn có bi quan chán đời chi ý. Thế giới nát thối, thái sơ đều bị u ác tính ký sinh, không có thuần túy quang minh, biến thành quang cũng không thoát khỏi được đau đớn. Đã như vậy, cái kia hết thảy dãy dụa cùng cố gắng, cũng không có ý nghĩa, Phạn Thiên chỉ cầu lấy cái chết giải thoát. Lần này cử hành Phạn Thiên đại điển, là ý chí của hắn thôi động, hắn muốn tìm kẻ chết thay, cũng tức là truyền nhân, chính hắn là triệt để bi quan chán đời, không muốn lại sống ở cái này nát thối thế giới. Diệp Thần trong lòng hơi động, Phạn Thiên nhiệt huyết đã lạnh, nhưng hắn huyết vẫn là nóng. Coi như thế giới nát thối, Diệp Thần cũng tuyệt không bi quan trầm luân. Hắn phải sống sót, không ngừng trèo lên trên, hắn muốn đi chính mình đạo, muốn trấn áp liệt thần, thậm chí siêu thoát cả ngày đại đạo, chính mình trở thành đạo. Vizernu tiền bối, nếu ngươi muốn giải thoát, ta có thể kế thừa linh hồn của ngươi. Diệp Thần hướng về Vizernu chắp tay, đạo. Hắn đã kế thừa Vizernu nhục thân, không ngại lại kế thừa linh hồn. Mặc dù, lấy Diệp Thần trước mắt trạng thái, tuyệt đối không có khả năng ăn được Vizernu linh hồn, nhưng hắn có đủ loại thủ đoạn, trước tiên có thể đem Vizernu linh hồn phong ấn, về sau chờ thời cơ thành thục, lại đi thôn phệ liền có thể. Hơn nữa, coi như chính hắn không thôn phệ. Hắn luân hồi trong trận doanh có thật nhiều người,
cũng có thể chọn lựa thích hợp truyền nhân, đi thôn phệ Vizanu linh hồn. Chỉ cần Vizanu muốn giải thoát, Diệp Thần sẽ có thể giúp hắn giải thoát. Đến nỗi trụ thần quyền chui sau lưng đau đớn, phần thiên đại kiếp tai ách, đây đương nhiên là cái không thể bỏ qua vấn đề, thậm chí có thể nói là cực lớn tai họa. Nhưng đến hôm nay, Diệp Thần có càng lớn dũng khí, đi đối mặt những cái kia tai ách cùng kiếp nạn, lịch kiếp liền lịch kiếp, dù sao cũng tốt hơn để cho trụ thần quyền hành, rơi xuống người bên ngoài trong tay, mà không phải ngày trước xe chi xem, Diệp Thần không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Ngươi còn muốn ăn hết linh hồn của ta. Vizanu giận dữ, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, muốn đem Diệp Thần thiêu. Ta thủ hộ chi đạo, chỉ có ta có thể thực tiễn. Ta muốn thủ hộ quang. Quang cần ta. Vizanu lại hướng về phía Phạn Thiên Đạo, đại ca, quang tại chịu khổ, ngươi vì sao muốn bỏ qua tính mạng của mình? Chúng ta vốn có thể biến thành quang, cùng quang cùng một chỗ đối kháng vực sâu. Phạn Thiên trầm mặc một lúc lâu, thở dài nói, tam đệ, ngươi cảm xúc quá kích động, trở về nghỉ ngơi nữa nghỉ ngơi đi, ta còn có ít lời, muốn cùng luân hồi chi chủ đơn độc tâm sự. Phạn Thiên chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân, hắn lời nói này sau khi rơi xuống, hư không nổi lên một cỗ phóng xạ một dạng gợn sóng lan đến gần Vizanu trên thân. Vizanu linh hồn thân thể, lập tức bắt đầu vặn vẹo, hắn cất tiếng đau buồn kêu to, đại ca. Nhưng, Phạn Thiên bất phi sở động. Trong khoảnh khắc, Vizanu linh hồn vặn vẹo tán loạn, hóa thành vô hình. Biến mất. Diệp Thần suy nghĩ xuất thần. Ta chỉ là tiễn hắn về nghỉ ngơi. Người ta cần thật tốt nói một chút. Tiếp theo, bàn cờ này, người đi nhầm một bước, bị liên lụy nhưng là toàn bộ thế giới. Phạn Thiên âm thanh lại độ truyền đến. Diệp Thần chung quanh bắt đầu xuất hiện từng luồng kim quang bện giao hội thành một cái nguy nga lộng lẫy mộng cảnh thế giới, vàng son lộng lẫy cung điện xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, có vô số tiên nữ thần tử, đang ngâm sướng tuyên cổ thản nhiên tiếng ca, cái kia tiếng ca là thánh ca, ca ngợi hết thảy quang minh cùng mỹ hảo. Diệp Thần nghe đến mấy cái này ngâm sướng tiếng ca, tâm thần đi theo yên tĩnh lại, như có loại muốn ngủ cảm giác, nghĩ chìm đắm trong mảnh này màu vàng trong mộng cảnh. Hắn lắc đầu, đem nội tâm buồn ngủ xua tan đi. Hắn đạo tâm quá cường hãn, Phạn Thiên mộng đã dung chuyển không được hắn. Có thể dung chuyển hắn, chỉ có quang, chỉ có ánh sáng của bầu trời thần thủy, Hắc Uyên độc tuyền loại này cấp bậc vĩ đại tồn tại. Trước mắt vàng son lộng lẫy cung điện, rực rỡ vô cùng thế giới. Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra là mộng. Là Phạn Thiên mộng. Phạn Thiên tiền bối, đây chính là ngươi cư trú thế giới sao? Ngươi một mực sống ở trong mộng, kỳ thực ngươi là thanh tỉnh, chỉ là không muốn tỉnh lại. Những giấc mộng này, chỉ có thể hạn chế ngươi hết thảy. Diệp Thần nhìn xem chung quanh đường hoàng cung điện, thấp giọng lẩm bẩm nói. Thế gian ai không muốn đắm chìm này trong mộng, triệt để ngã ngửa. Nhưng ngã ngửa, hưởng thụ những thứ này thật sự sẽ vĩnh viễn vui không? Răng rắc, cung điện đại môn mở ra, Diệp Thần có thể nhìn thấy, bên trong có uống vô tận rượu ngon, ăn không hết mỹ thực, hưởng dụng vô tận mỹ nữ, nếu như có thể sinh hoạt tại trong đó, chính là cực lạc. Nhưng hắn biết, cái này cực lạc cảnh tượng, cuối cùng chỉ là ảo mộng. Đạp đạp đạp, theo cung điện đại môn mở ra, một cái anh vĩ nam tử đi ra. Hắn tóc trắng xóa, nhưng dung mạo cũng không già, cao ngất thân thể lưu truyền một chút phù văn huyền ảo. Mỗi một đạo phù văn đều mang theo thiên đạo huyền bí, còn có thế giới ban sơ sáng thế huyền bí. Hắn chính là Phạn Thiên. Thiên đạo ba pha thần bên trong, Phạn Thiên chủ sáng tạo. Hô, cuối cùng gặp mặt, luân hồi chi chủ. Phạn Thiên như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn cùng Diệp Thần, hôm nay xem như lần thứ nhất gặp mặt. Cuối cùng gặp mặt, mặc kệ là Diệp Thần, vẫn là Phạn Thiên, biểu hiện trên mặt đều hết sức phức tạp. Thậm chí Diệp Thần nhìn xem Phạn Thiên hai con ngươi. Đều có một loại bị hấp dẫn đến vòng xoáy cảm giác, đó là một loại hướng tới, không. Nói đúng ra, đó là một loại cực hạn đỉnh phong muốn mộng. Phạn Thiên tiền bối. Diệp Thần khom mình hành lễ. Phạn Thiên mỉm cười, nói, lời ong tiếng ve không nói, ngươi có vấn đề gì, cứ hỏi chính là, ta mảnh này mộng cảnh, rất dễ dàng khiến người ta say mê trong đó, ta sợ ngươi ở nơi này ở lâu, liền không muốn rời đi, ha ha. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phạn Thiên tiền bối, trận này Phạn Thiên đại điển, thật là kế tục ý chí của ngươi mở. Kỳ thực, Phạn Thiên mộng cảnh, cũng không thể dung chuyển Diệp Thần đạo tâm. Diệp Thần đạo tâm, đã cường đại đến Phạn Thiên đều mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần cũng không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp hỏi chính mình muốn biết sự tình. Hắn chủ yếu là lo lắng, Phạn Thiên đại điển sau lưng có bẫy,
ẩn chứa quốc sư âm mưu. Phạn Thiên nói, đích thật là ý chí của ta, sau lưng không có cái gì âm mưu. Diệp Thần gật đầu một cái, loại này cấp bậc đại điển, đích xác không có âm mưu gì không gian. Phạn Thiên tiền bối, ngươi, thật sự muốn giải thoát sao? Tất nhiên không có âm mưu, vậy thì đại biểu cho, hết thảy đều là Phạn Thiên bản nhân ý chí, hắn đích thật là muốn chết, muốn tìm cầu kẻ chết thay, cũng tức là thiên mệnh truyền nhân. Phạn Thiên thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ta nóng huyết đã lạnh, ngươi còn có nhiệt huyết, ngươi có thể nếm thử đi cướp đoạt ta quyền hành. Ngô, mặc dù ngươi xông ra một chút mầm tai vạ, nhưng chỉ cần tế ra ta Phạn Thiên kiếm, như ta đích thân tới, không ai dám ngỗ nghịch ngươi. Nghe được Phạn Thiên lời nói, Diệp Thần cảm thấy hơi định, nói, vậy là tốt rồi. Hắn sợ nhất, chính là mình không thể tham gia Phạn Thiên đại điển, thậm chí bị đuổi đi, hoặc bị tóm cái gì, nhưng tất nhiên Phạn Thiên đã mở miệng, vậy cũng không cần quá lo lắng. Phạn Thiên nói, lý do cẩn thận, ta sẽ mặt khác báo mộng cho cổ Phạm Quốc quốc sư, hắn là hậu duệ của ta, chỉ cần ta mở miệng, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Diệp Thần nói, hảo, đa tạ Phạn Thiên tiền bối. Phạn Thiên nói, ân, còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi còn nghĩ thu hồi câu chi mảnh vụn đúng không? Hắn nhìn rõ thiên cơ, đại khái nhìn thấy Diệp Thần tâm tư. Diệp Thần nói, chính là, câu chi mảnh vụn rơi xuống tại trong ánh sáng của bầu trời thần thủy, ta muốn lấy trở về, nhưng vô cùng khó khăn. Ánh sáng của bầu trời thần thủy khí tức, quá mức kinh khủng, Diệp Thần nếu như quá thâm nhập mà nói, cả người đều sẽ bị ánh sáng của bầu trời rội rửa thành trống không. Phạn Thiên nhíu nhíu mày, nói, đồ vật tại trong ánh sáng của bầu trời thần thủy, muốn thu hồi, nhưng là khó khăn. Diệp Thần con mắt híp lại, nói, Phạn Thiên tiền bối, liền ngươi cũng không có cách nào sao. Phạn Thiên nhìn thật sâu một mắt Diệp Thần, trầm ngâm nói, biện pháp đi, có là có một cái, nhưng vẫn là 10 phần mạo hiểm. Diệp Thần vội nói, xin lắng tai nghe. Phạn Thiên nói, ân, thụ thần tộc có một cái phong ấn chi vật, gọi ma quỷ đằng, đó là bọn họ từ sáng thế trên cây chém xuống. Ma quỷ đằng là vực sâu hắc ám khí tức hội tụ mà thành, ký sinh đang sáng tạo thế giới trên cây, để cho sáng thế chi thụ nhận hết dày vò. Thụ thần tộc phụng sáng thế chi thụ vi tôn, trong bọn họ có một vị đại năng, lấy đại thần thông chém xuống ma quỷ đằng, thế nhưng ma quỷ đằng là vực sâu tạo vật, lại không cách nào ma diệt, chỉ có thể phong ấn. Nếu như có thể cầm tới ma quỷ đằng, người xem như dây thường quấn ở trên thân, thâm nhập hơn nữa ánh sáng của bầu trời thần thủy, cũng sẽ không trầm luân mê thất. Ma quỷ đằng bên trên vực sâu khí tức, vừa vặn có thể miễn cưỡng chống cự ánh sáng của bầu trời thần thủy rội rửa. Nghe vậy, Diệp Thần suy tư một chút, nói, nguyên lai là như thế giải quyết sao? Nói cho cùng, vẫn là dùng vực sâu khí tức, đi đối kháng ánh sáng của bầu trời thần thủy khí tức. Phạn Thiên nói, không tệ, nhưng muốn cùng ánh sáng của bầu trời thần thủy đối kháng, cần vực sâu khí tức, nhất thiết phải vô cùng nồng hậu dày đặc, bình thường hắc ám âm sát chi vật, cũng không có cái hiệu quả này. Trước ngươi, từ ác mộng lão tổ trong tay, uống một bình hắc huyên độc tuyền, đó cũng là vực sâu, nhưng chỉ có một bình độc thủy. Còn chưa đủ, không cách nào cùng mênh mông ánh sáng của bầu trời thần thủy đối kháng. Phóng nhãn toàn bộ thiên vực, có thể miễn cưỡng đối kháng ánh sáng của bầu trời thần thủy đồ vật, cũng chỉ có ma quỷ đằng. Hơn nữa, liền xem như ma quỷ đằng, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng khoảng 1 canh giờ, thời gian dây dưa lâu, đồng dạng sẽ bị ánh sáng của bầu trời rội rửa thành trống không. Ánh sáng của bầu trời thần thủy năng lượng quá mức kinh khủng, chỉ là vì đối kháng ăn mòn, không bị rội rửa thành trống không, liền muốn hao tổn tâm huyết. Miễn cưỡng đối kháng đã gian nan như vậy, chớ nói chi là luyện hóa. Cho nên, quang chi tử truyền thuyết, cũng cuối cùng chỉ là truyền thuyết, Phạn Thiên thực sự không cách nào tưởng tượng, có người nào có thể luyện hóa hết ánh sáng của bầu trời thần thủy. Từ trên lý luận nói, trụ thần là có thể luyện hóa, nhưng ở mì nước phía trước, trụ thần là thần, không thể thần khi quân, không thể đi quá giới hạn quang quyền hành. Cho nên cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy, trụ thần cho dù có năng lực luyện hóa, cũng không thể uống. Nếu không thì là đi quá giới hạn, sẽ phải chịu vô biên trừng phạt. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, dùng cửu u vạn hồn phiên có thể hay không? Ma quỷ đằng là thụ thần tộc phong ấn chi vật, Diệp Thần cùng thụ thần tộc lại không quen, muốn lấy được tay, cũng không quá dễ dàng. Mà Phạn Thiên trong tộc, liền có một cái cực kỳ khủng bố hắc ám chi vật, chính là cửu u vạn hồn phiên, Diệp Thần hoàn toàn có thể mượn dùng. Phạn Thiên lắc lắc đầu nói, có thể là có thể, nhưng người cầm không được. Cái kia cửu u vạn hồn phiên, đi qua ta lịch đại hậu duệ tế luyện, hấp thu vô số máu tươi tính mệnh, đã sớm mở rộng đến tình cảnh không không lúc nào khoảng không người vô pháp chấp trường, người gọi hồn thiên đế tới, đều không thể mang đi,
vật kia đã cắm rễ tại thiên vực bên trong, tựa như một cái bất diệt đồ đằng. Diệp Thần khẽ giật mình, hồi tưởng lại cửu u vạn hồn phiên kinh khủng âm sát tà khí, đích xác, vật kia quá kinh khủng, so trước kia hồn thiên đế chấp trường, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tại phản thiên tộc nhân vô tận kỷ nguyên rèn luyện phía dưới, cửu u vạn hồn phiên đã nghịch thiên thuế biến, có thể xưng vĩ đại kỳ quan, hồn thiên đế tới đều không mang được, chớ nói chi là Diệp Thần. Cái kia pháp bảo đã thật sâu cắm rễ, Diệp Thần căn bản cầm không được. Theo lý thuyết, ta chỉ có ma quỷ đằng có thể lợi dụng. Diệp Thần nói. Phản Thiên nói, đúng vậy, hơn nữa cái kia ma quỷ đằng, là thụ thần tộc phong ấn chi vật, bọn hắn cũng không khả năng tùy tiện cấp cho ngoại nhân. Ma quỷ đằng là sống, như vực sâu rắn độc, trước kia từng quấn quanh sáng thế chi thụ ký sinh, vật kia 10 phần kinh khủng, ân, lấy thủ đoạn của ngươi, cũng có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng thụ thần tộc sẽ không cho ngươi đụng vào cơ hội. Diệp Thần lập tức nhíu mày, cái này có thể khó giải quyết, muốn lấy trở về câu chi mảnh vụn, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian khổ. Phản Thiên nói, đừng quá gấp gáp, vẫn còn có cơ hội. Chờ Phản Thiên đại điển bắt đầu, ngươi thông qua được thí luyện, cầm tới ta quyền hành, ngươi có thể lại nếm thử tiến vào ánh sáng của bầu trời thần thủy. Diệp Thần nói, a. Phản Thiên khẽ mỉm cười một cái, nói, của ta đạo, là sáng tạo chi đạo. Ngươi chỉ cần chấp trường ta quyền hành, từ trên lý luận nói, có thể sáng tạo vạn vật. Ngươi lấy không được ma quỷ đằng, thụ thần tộc không mượn cho ngươi, ngươi có thể tự mình sáng tạo. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, bói toán tương lai, đây chính là một phương pháp phá cuộc, gật đầu nói, đích thật là cái biện pháp. Phản Thiên nói, tốt, tương lai lộ, muốn chính ngươi đi, cứ như vậy đi. Trong truyền thuyết, ngươi là tương lai quang chi tử, cũng là u ác tính tử, là quang minh thánh tử đồng thời, cũng là vực sâu thiếu đế. Ta không biết truyền thuyết này có phải thật vậy hay không, cũng không muốn để ý sẽ, ta chỉ cầu siêu thoát. Nói xong lời cuối cùng, Phản Thiên trong đôi mắt lộ ra sâu đậm hư vô. Diệp Thần không nói gì, Phản Thiên là đã thấy ra, vẫn là không nhìn ra đâu. Hắn không biết. Phản Thiên cũng không có lại nói tiếp, yên lặng trở lại trong cung điện của mình đi, có thật nhiều mỹ nữ cười đùa áp vào trên người hắn, oanh oanh yến yến hát hay múa giỏi, như mộng ảo vẻ đẹp. Tòa này vàng son lộng lẫy cung điện, cũng đích xác là Phản Thiên mộng. Diệp Thần ánh mắt một hồi mãnh liệt vặn vẹo, trước mắt phong cảnh rất nhanh vặn vẹo sụp đổ tán đi. Đầu hắn lướt qua một hồi sắc bén đau đớn, thấy hoa mắt, cũng đã từ Phản Thiên trong mộng cảnh quay về thực tế, trở về lại trong phòng. Cái thanh kia Phản Thiên kiếm, bày ra ở trước mặt hắn, thần quang trầm tĩnh, phong mang càng cao hơn dĩ vãng, rõ ràng lần này câu thông Phản Thiên, Diệp Thần cũng đã nhận được không thiếu chúc phúc. Chỉ là tu vi của hắn, vẫn là nửa bước thiên đế cảnh giới, từ đầu đến cuối không thể chân chính bước vào thiên đế cảnh, trên thân không có đế quang, kém một chút hương vị. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Nhậm Phi Phàm. Một số thời khắc làm gì chắc đó có lẽ cũng tốt, Nhậm tiền bối cưỡng ép tăng cao thực lực, đại giới thực sự quá lớn, căn cơ vấn đề là vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Cũng không biết Nhậm tiền bối đi không có đi Hoàn Mỹ ra ra báo cho biết đạo kia cơ duyên. Cơ duyên kia lại là cái gì? Vì cái gì ta luôn cảm giác cùng tương lai có chút liên hệ? Thôi, những vật này đều không phải là ta có thể nghĩ, bây giờ, tinh không bị ngạn chuyện chỉ có thể giao cho Nhậm tiền bối. Mà ta, tận lực đem không không lúc nào chống không sự tình kết thúc công việc tốt ha. Ngoài cửa sổ, có thể nhìn đến to lớn hắc ám nguy nga cửu u vạn hồn phiên, Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, lẩm bẩm nói. Con đường sau đó, muốn ta tự mình đi sao? Ta địch nhân cũng không ít, vẫn là lại cùng thiên tổ thương lượng một chút. Diệp Thần cũng không có tự ngạo, hắn bây giờ đối mặt cục diện, tương đương khó giải quyết, hắn tự nhiên cũng không muốn tự mình một người xông loạn đánh thẳng. Thiên tổ. Diệp Thần tế ra thiên pháp đạo luật, coi đây là môi giới, câu thông thiên tổ. Bộ này thiên pháp đạo luật, hội tụ luật pháp đại đạo áo nghĩa, phía trước thiên pháp lộ nguyệt gọi hắn đi tìm, hắn cũng nắm bắt tới tay, bất quá bởi vì cần dùng tới làm môi giới, câu thông thiên tổ, cho nên, quyển sách này, hắn còn không có giao cho thiên pháp lộ nguyệt. Diệp Thần tiếng kêu sau khi rơi xuống, rất nhanh, hắn liền được thiên tổ đáp lại. Ta không có gì chỉ điểm ngươi, Diệp Thần. Thực lực của ngươi. Tại không không lúc nào giữa không trung đã đầy đủ cường đại. Nếu như nhất định phải ta chỉ điểm mà nói, vậy ta đề nghị, ngươi có thể dùng mộng cảnh thủ đoạn, tới thôi động luân hồi mộ táng công, để cầu cảnh giới cao hơn. Thiên tổ âm thanh, truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, chỉ đơn giản nói mấy câu, liền yên tĩnh lại. Dùng mộng cảnh thủ đoạn, thôi động luân hồi mộ táng công sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày, trong lòng lại là khẽ động. Luân hồi mộ táng công chia làm 9 tầng, trước mắt.
hắn tu luyện tới tầng thứ 3 táng hư chi cảnh, nhưng tầng thứ 4 táng hồn cảnh giới, chậm chạp không thể đột phá. Cái này táng hồn cảnh giới, có thể chôn vùi thiên địa chúng sinh linh hồn, không chỉ là linh hồn của sinh linh, nhật nguyệt tinh thần tinh túy linh hồn, cũng có thể chôn vùi, vô cùng lợi hại. Tinh không bỉ ngạn bên trong, có nhật nguyệt cảnh cường giả, vừa vạn hóa ánh sáng của bầu trời, vạn kiếp bất diệt, chỉ cần ánh sáng của bầu trời bất diệt, bọn hắn sẽ không phải chết, phi thường cường hãn. Nhưng, luân hồi mộ táng công tầng thứ 4, táng hồn chi pháp, lại có thể nhẹ nhõm chôn vùi nhật nguyệt cảnh cường giả, đem bọn hắn linh hồn, theo trên căn nguyên chôn hủy diệt, biến thành quang cũng vô dụng. Loại này cường đại kinh khủng táng hồn thuật pháp, phóng tới không không lúc nào giữa không trung, có thể xưng giảm chiều không gian đả kích, đủ để mai táng đạo quân linh hồn của cường giả. Nhưng thuật pháp mạnh mẽ như vậy, muốn luyện thành, muốn thi triển, lại hết sức gian khổ, thiên địa pháp tắc không cho phép, không không lúc nào chống không thiên địa, chống đỡ không nổi táng hồn luân hồi pháp vận chuyển. Diệp Thần ngộ tính thiên phú nghịch thiên, cái này luân hồi mộ táng công tầng thứ 4 pháp môn, hắn đã sớm lĩnh ngộ, chỉ là thiên địa quy tắc hạn chế, hắn không thi triển ra được. Hơn nữa chính hắn nhục thân tinh thần, cũng không chịu nổi táng hồn pháp xung kích, nếu là cưỡng ép thi pháp, linh hồn mình liền muốn trước tiên bị mai táng. Nhưng bây giờ, thiên tổ nói, có thể dùng mộng cảnh thủ đoạn, tới thôi động táng hồn pháp. Nguyên lai là như thế giải quyết sao, ta giống như hiểu. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, tựa hồ biết như thế nào thi triển táng hồn pháp, liền ở trong lòng diễn luyện. Khoảng cách Phạn Thiên Đại Điển bắt đầu, còn thừa lại cuối cùng mấy ngày, Diệp Thần tự mình trong phòng, tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Táng hồn pháp như thế nào thi triển, hắn đại khái có lĩnh ngộ, liền tạm thời thả xuống. Ánh mắt nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cửu u vạn hồn phiên, không ngừng hô hấp phun ra nuốt vào, hấp thu cửu u vạn hồn phiên sát khí. Cái này cửu u vạn hồn phiên, sát khí vô cùng nồng đậm, pháp bảo bản thể đã vượt qua nhân lực trưởng khống phạm vi, Diệp Thần cũng không hy vọng xa vời năng chấp trưởng, nhưng hấp thu cửu u vạn hồn phiên sát khí, hắn có thể sáng tạo ra một chút công pháp. Luân hồi pháp vận chuyển, một cái luân hồi bàn lơ lửng tại sau lưng Diệp Thần, hắn hấp thu mà đến cửu u sát khí, toàn bộ chứa đựng tại luân hồi bàn bên trong. Cửu u tà sát công, cửu u bạch cốt trảo. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, tại chỗ đã sáng tạo ra hai môn công pháp. Hắn ngộ tính nghịch thiên, bây giờ đã có sáng tạo pháp lập nghiệp bản sự, nhiều một môn công pháp phòng thân, về sau đối mặt nguy hiểm, liền nhiều một phần bảo toàn tánh mạng tiền vốn. Mà Diệp Thần hấp thu đại lượng sát khí, cửu u vạn hồn phiên khí tức, vẫn như cũ hung mãnh nổ tung, lệ khí ngập trời, không thấy có chút yếu bớt. Pháp bảo này năng lượng quá kinh khủng, Phạn Thiên tộc rèn luyện nhiều năm, thậm chí lợi dụng đủ loại trận pháp, đem Phạn Thiên nhục thân bên trong vực sâu năng lượng, đều dẫn đường đến cửu u vạn hồn phiên bên trong. Cái này giảm bớt Phạn Thiên đau đớn, đồng thời cũng làm cho cửu u vạn hồn phiên sát khí, đại đại nổ tung, pháp bảo này đã là vĩ đại kỳ quan, nhân lực không cách nào trưởng khống, Diệp Thần điên cuồng hấp thu hắn sát khí, lại cũng không cách nào để cho pháp bảo này khí tức, có chút khuyết tổn. Thực sự là kinh khủng a. Nhưng khủng bố như vậy pháp bảo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng ánh sáng của bầu trời thần thủy quang triều. Diệp Thần nhớ tới ánh sáng của bầu trời thần thủy, đây mới thật sự là đại khủng bố chỗ, cho dù là cửu u vạn hồn phiên, cũng không cách nào so sánh cùng nhau, chỉ có thể thoáng đối kháng kỳ quang triều xung kích. Trong cơ thể ta Hắc Huyên độc tuyền, chỉ là một bình thủy năng lượng, cũng không cách nào cùng trời quang thần thủy so sánh. Bất quá, có lẽ ta có thể cân nhắc hút vào điểm ánh sáng của bầu trời khí tức, hòa giải độc tuyền. Đã như thế, âm dương cân đối, thái cực hóa sinh, có lẽ có thể để cho ta đột phá đến thiên đế cảnh giới. Diệp Thần cảm thấy tính toán, trước mắt tu vi của hắn, là nửa bước thiên đế cảnh, khoảng cách chân chính thiên đế cảnh giới, còn kém điểm khoảng cách. Trong cơ thể hắn Hắc Huyên độc tuyền, nắm giữ 10 phần dư thừa năng lượng, nếu như phối hợp bộ phận ánh sáng của bầu trời thần thủy, âm dương hòa giải, toàn bộ luyện hóa, hắn chắc chắn có thể đột phá đến thiên đế cảnh giới. Bất quá hút vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, chắc chắn là có nguy hiểm, hơi không cẩn thận, tự thân liền bị dội rửa thành trống không. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần quyết định, cho dù có gió hiểm, lần sau bước vào ánh sáng của bầu trời thần thủy thời điểm, cũng nhất định muốn nếm thử đi hút vào khả năng lượng, hòa giải Hắc Huyên độc tuyền, hóa sinh thái cực, cầu đạo đột phá. Yên lặng tĩnh tâm tu luyện, thời gian như từng giọt nước trôi qua, khoảng cách Phạn Thiên Đại Điển bắt đầu, còn thừa lại cuối cùng 2 ngày. Diệp Thần lại hấp thu đại lượng cửu u vạn hồn phiên năng lượng, tại thể nội phì nhiêu linh thủy điều hòa lại, hắn đem luyện hóa, tẩm bổ gân cốt linh hồn. Phì nhiêu linh thủy hòa giải không được Hắc Huyên độc tuyền, nhưng muốn hòa giải cửu u vạn hồn phiên sát khí, cũng không phải việc khó gì. Hấp thu đại lượng linh khí năng lượng,
Diệp Thần nhục thân cùng linh hồn, đều đại đại lớn mạnh, nhưng tu vi vẫn kẹt tại nửa bước thiên đế cảnh, không có đế quang nở rộ, từ đầu đến cuối không thể chân chính bước vào thiên đế cảnh. Thiên đế cảnh tiêu chí, chính là có đế quang nở rộ, mênh mông rực rỡ, chính là một loại thiên đế chi quang, đối với Diệp Thần tới nói, cái này thiên đế chi quang rất là trọng yếu, có thể phụ trợ hắn đối kháng hồn thiên đế cùng xấu thần, giảm bớt rất nhiều áp lực. Vì cái gì ta còn không thể đột phá đâu? Thật chẳng lẽ muốn ta lại vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, mạo hiểm hấp thu ánh sáng của bầu trời thần thủy năng lượng, mới có khả năng đột phá sao? Diệp Thần thật sâu nhíu mày, cảm giác trên người mình tình huống không thích hợp. Coi như xem nhẹ thần thông võ đạo binh khí pháp bảo các thứ, bản thể hắn linh khí tích xúc, đã có thiên đế cảnh một tầng thiên tình cảnh. Theo lý thuyết, Diệp Thần bản thể tu vi linh khí, cùng thiên đế cảnh một tầng so sánh, cũng không hề yếu, thậm chí muốn mạnh hơn một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác, trên người hắn chính là không có đế quang nở rộ, giống như bị cái gì nguyền rủa bao phủ, đế quang vô sinh, một mảnh tịch diệt. Cái này thiên đế chi quang, là thiên đế cảnh trọng yếu tiêu chí, nếu như không thể nở rộ đế quang, coi như nắm giữ thiên đế cấp bậc linh khí năng lượng, cũng không tính chân chính thiên đế. Là tân thiên đạo đang áp chế ngươi, mộ chủ. Lúc này, thiên đấu sát thần âm thanh, từ luân hồi trong mộ địa truyền ra. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có chút tình huống, Diệp Thần nhìn mình không thấu triệt để, nhưng thiên đấu sát thần thấy rõ ràng. Tân thiên đạo áp chế. Diệp Thần kỳ dị. Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, ngươi không có phát hiện sao. Tân thiên đạo không muốn ngươi chứng đế, hoặc có lẽ là, ngươi nghĩ chứng đế, cần nó cho phép. Nghe vậy, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, lập tức quan tưởng thiên đạo, thấy được to lớn vô cùng sáng sinh chi trụ, hắn đạo thiên kiếm, liền cắm ở sáng sinh chi trụ thượng. Cái này sáng sinh chi trụ, tràn ngập ra một cỗ cấm chế sức mạnh, bao phủ tại trên thân Diệp Thần, tạo thành giam cầm, cấm hắn chứng đế. Thiên đạo quả nhiên đang áp chế ta. Diệp Thần cũng thấy rõ ràng, cái này sau lưng là Nam Hoa lão quân áp chế. Thiên đấu sát thần nói, cái này nhưng có điểm khó giải quyết, mộ chủ, người bị thiên đạo áp chế, nghĩ đột phá liền khó khăn. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, cũng không tính gian khổ, chỉ cần ta sử dụng thiên đạo chìa khóa, liền có thể mở ra cấm chế, thuận lợi đột phá. Nếu biết chỗ mấu chốt, Diệp Thần cũng nhìn thấy đủ loại phương pháp phá cuộc. Muốn đột phá thiên đạo áp chế, có hai cái biện pháp, một là lấy lực chứng đạo, dựa vào thực lực của mình, cưỡng ép xông phá áp chế, đạp thiên chứng đế. Loại biện pháp thứ hai, chính là sử dụng thiên đạo chìa khóa, mở ra cấm chế. Phía trước Nam Hoa lão quân, ban cho Diệp Thần mây cháp 7 ký, cái kia 7 nhánh kim ký, cũng là thiên đạo chìa khóa, sử dụng sau có thể mượn dùng thiên đạo sức mạnh, Diệp Thần chỉ dùng qua một lần, còn thừa lại 6 chi. Sử dụng thiên đạo chìa khóa, hắn mượn dùng thiên đạo chi lực, có thể bộc phát vô cùng uy năng, nhưng tự thân tinh thần ý thức, cũng biết lọt vào Nam Hoa lão quân ý chí ăn mòn, dần dần có thể sẽ ngoan ngoãn theo Nam Hoa lão quân, trở thành cái sau tín đồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho nên, cái này mây cháp 7 ký, không đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng, hắn chưa có hoàn toàn chắc chắn, đi đối kháng Nam Hoa lão quân thiên đạo ý chí. Thiên đấu sát thần kỳ dị nói, thiên đạo chìa khóa. Là cái gì? Diệp Thần do dự một chút, trong lòng cân nhắc suy nghĩ, nói, tính toán, sát thần tiền bối, ngươi không cần để ý tới, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Lấy lực chứng đạo, vẫn là khuất phục thiên đạo chứng đạo, trong lòng Diệp Thần tính toán. Thiên đấu sát thần biết Diệp Thần có một mình đảm đương một phía năng lực, liền thở dài, tốt ha, mộ chủ, chính ngươi quyết đoán, nếu có cần, tùy thời có thể kêu gọi ta, ta tựa hồ ngửi được một điểm khí tức nguy hiểm, muốn hướng về phía ngươi đã đến. Khí tức nguy hiểm, ngươi cũng đã biết là nguy hiểm gì. Thiên đấu sát thần hơi hơi cảm giác, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không cách nào cảm giác. Diệp Thần nhíu nhíu mày, người khác tại phản thiên trong bộ lạc, có người nào dám vọt thẳng đi vào, đây không phải là muốn chết sao? Đông đông đông, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Thần trong lòng hơi động, đẩy cửa ra ngoài xem xét, chỉ thấy một cái thân hình còng xuống thấp bé lão giả như khỉ, đứng ở ngoài cửa, nhìn kỹ, lại là Câu Thiên Tôn. Tôn chủ, Câu Thiên Tôn nâng lên tròng mắt đục ngầu, nhìn xem Diệp Thần, trên mặt hiện đầy ngang dọc khe rãnh một dạng nếp nhăn, so trước đó già hơn rất nhiều rất nhiều. Ôi, tiền bối, ngươi như thế nào đã biến thành bộ dáng này? Diệp Thần nhìn thấy Câu Thiên Tôn, cũng là giật nảy cả mình, nhìn Câu Thiên Tôn bộ dáng, giống như tiêu hao hết máu thịt tinh hoa, trở nên vô cùng tang thương. Tôn chủ, ta bị mất câu chi mảnh vụn, tội đáng chết vạn lần.
Mấy ngày nay, ta lấy tự thân tinh huyết hồn lực, ngưng kết pháp tắc, chế tạo ra khối này pháp tắc thần thạch. Câu Thiên Tôn bàn tay run rẩy, móc ra một khỏa óng ánh trong suốt linh thạch, phía trên in một cái câu chữ. Hắn ra bọc xương khô già bàn tay, tại cái này óng ánh linh thạch làm nổi bật phía dưới, cũng là lồng lên một tầng huyền diệu quang huy. Cái này pháp tắc thần thạch, ẩn chứa bắt pháp tắc, tìm về câu chi mảnh vụn, đã không khả năng, ta chỉ mong cái này pháp tắc thần thạch, có thể phụ trợ tôn chủ một hai. Hắn đem ẩn chứa bắt pháp tắc thần thạch, đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần trầm mặc rất lâu, đưa tay nhận lấy. Câu Thiên Tôn thấy hắn nhận pháp tắc thần thạch, tùng ra một hơi, liền lập tức muốn tê liệt trên mặt đất. Hắn vì chế tạo pháp tắc thần thạch, hao hết máu thịt lòng dạ, đem thần thạch giao cho Diệp Thần sau, hắn khúc mắc giải khai, ngay lập tức muốn chết đi. Tiền bối. Diệp Thần vội vàng đem hắn đỡ lấy, chuyển vận một tia ánh sáng của bầu trời thần dược thuật linh khí đi qua, nói, ngươi khổ cực, đến ta thiên quốc nghỉ ngơi đi. Hắn gặp Câu Thiên Tôn toàn thân máu thịt khô kiệt, thực sự không đáng kể, liền đem hắn thu vào trong luân hồi thiên quốc, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Câu Thiên Tôn lắc đầu, có thể vì ngài làm những thứ này, là vinh hạnh của ta. Nếu không phải ta đem mảnh vụn, ai, nhân sinh không có làm lại, sai lầm của ta, giá quá lớn. Diệp Thần vội vàng khuyên lơn, tiền bối, đây không tính là cái gì, huống chi, trong lòng ta đã có lý giải quyết chi pháp, tiền bối không cần lại áy náy. Thu xếp tốt Câu Thiên Tôn, Diệp Thần nhìn xem trong tay trong suốt linh thạch, thần thức thấm vào, lập tức bắt được một cỗ thật lớn pháp tắc. Đó là bắt pháp tắc. Cái gọi là bắt pháp tắc, trên thực tế chính là một loại định thân pháp thì. Sử dụng câu chi mảnh vụn, bắt phạm nhân nguyên lý rất đơn giản, thôi động câu chi mảnh vụn, có thể phóng xuất ra định thân pháp thì, đem người định trụ, tự nhiên có thể tùy ý bắt. Loại này định thân pháp thì, nguồn gốc từ vực sâu, một phóng xuất ra, tựa như vực sâu áp đỉnh, thân người ngạt thở sợ hãi, một chút liền không cách nào chuyển động, lâm vào trong ngốc trệ sợ hãi. Trước tiên định thân, lại bắt, nguyên lai đây chính là câu chi mảnh vụn huyền bí. Diệp Thần như có điều suy nghĩ, đem linh thạch luyện hóa, lập tức liền lĩnh ngộ bắt pháp tắc tinh túy, cũng chính là định thân pháp thì. Nhưng, trên tay hắn không có câu chi mảnh vụn còn thất lạc tại ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong. Không có câu chi mảnh vụn, chỉ dựa vào tự thân thủ đoạn thi triển, thả ra định thân pháp thì, có thể có bao nhiêu mạnh, thì nhìn bản lãnh của Diệp Thần. Diệp Thần tiếp tục về đến phòng tu luyện, chờ đợi Phản Thiên Đại Điển bắt đầu. Lại qua một ngày, khoảng cách Phản Thiên Đại Điển chính thức bắt đầu, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Lúc ngày hôm qua, Thiên Đấu Sát Thần cũng đã nói, hắn ngửi được một điểm khí tức nguy hiểm. Hôm nay, Diệp Thần cũng ngửi được. Hơn nữa càng ngày càng đến gần. Tới. Lệ. Kèm theo một hồi réo rắt tiếng phượng hót, một đầu màu vàng phượng hoàng, từ phía dưới Phản Thiên Thánh Địa, phóng lên trời, chọc thủng thiên vực cấm chế, trực tiếp hướng về Phản Thiên Bộ Lạc bay tới. Diệp Thần đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy màu vàng kia phượng hoàng, rực rỡ thần mang kinh thiên. Bàng bạc quang huy chiếu dọi thiên vực tinh không, cuốn lấy kinh thế hà thải, cấp tốc phi tập mà đến. Phản Thiên Bộ Lạc chủ tinh bên trong, Kim Lan Tế Tự, Phản Thanh Ảnh, cùng một đám Phản Thiên tộc nhân, nhao nhao đi ra quan sát, khi thấy cái kia kim sắc phượng hoàng khí thế ngút trời, mọi người đều là một hồi kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia kim sắc phượng hoàng, giang ra cánh khổng lồ, cấp tốc buông xuống đến Phản Thiên Bộ Lạc chủ tinh bên trong, liền xuất hiện tại bộ lạc bên ngoài. Phản Thiên Bộ Lạc có cửu u vạn hồn phiên thủ hộ, lại bố trí có đủ loại cấm chế, thế nhưng kim sắc phượng hoàng phi tập mà đến, như vào chỗ không người, hết thảy cấm chế sát thương lại không làm gì được nó. Kim sắc phượng hoàng bay thấp, quang hoa thu lại, hiện ra một đạo tư thế hiên ngang thân ảnh, là cái người mặc kim giáp nữ tướng, khí khái hào hùng bộc phát, chính là Thục Vân tướng quân. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Phản Thanh Ảnh nhìn thấy Thục Vân tướng quân, lập tức rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cái sau sẽ buông xuống nơi đây. Mà tại Thục Vân tướng quân sau lưng, có mấy trăm nhân mã, cũng không phải kim phượng vệ, mà là từng cái trang phục nguyên thủy, mặc lá cây đằng giáp quần áo vũ phu. Phản Thanh Ảnh rất rõ ràng, mẫu thân là hướng về phía Luân Hồi Chi Chủ tới. Luân Hồi Chi Chủ gặp nguy hiểm, là thụ thần tộc chiến sĩ. Kim Lan Tế tự thấy thế, biến sắc, những cái kia người mặc đằng giáp vũ phu, lại là thụ thần tộc chiến sĩ, ngày thường ở tại sáng thế chi thụ phía dưới, không ngờ hôm nay lại đi theo Thục Vân tướng quân đến. Không biết cần làm chuyện gì. Luân Hồi Chi Chủ ở đâu? Cút ra đây cho ta. Thục Vân tướng quân mở miệng, âm thanh to. Diệp Thần cảm thấy thoáng qua muôn vàn ý niệm, gặp cái này Thục Vân tướng quân khí phách bộc phát, quanh thân lượn lờ đế quang phù văn kia mang theo vi giờ nu chúc phúc chi lực,
nàng thực lực rõ ràng không thể khinh thường. Diệp Thần cũng sợ liên lụy Phạn Thiên tộc nhân, liền sải bước đi ra ngoài, nói, ta ở đây. Thục Vân tướng quân nhìn thấy Diệp Thần đi ra, trên ánh mắt phía dưới dò xét hắn một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, luân hồi chi chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Thần nở nụ cười, nói, ta có tội tình gì, Thục Vân tướng quân, ta chẳng qua là cứu ra con gái của ngươi, nàng là vô tội. Thục Vân tướng quân liếc Phạn Thanh Ảnh một cái, ánh mắt hơi có chút dao động, nhưng chợt lại trở nên lạnh lùng, quát lên. Ngươi cướp ngục thích tù, chính là phạm phải tội lớn. Ngươi còn giết chết ta cổ Phạm quốc nhị hoàng tử, càng là tội ác ngập trời. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong thiên vực, liền có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta có Vizanu lão tổ chỉ dẫn, sớm đã nhìn thấy chỗ ở của ngươi, hôm nay liền tới bắt lấy ngươi, dùng đầu của ngươi, tới vì ngày mai đại điển tế cờ. Nói đi, Thục Vân tướng quân rút ra một cây trường thương màu vàng óng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn ta tự mình ra tay, chặt xuống đầu của ngươi. Thiên vực thiên cơ nghiêm mật, hơn nữa Diệp Thần thân ở Phạn Thiên bộ lạc, càng là bí mật. Nhưng, Thục Vân tướng quân có Vizanu chỉ điểm, lại là tìm được nơi đây. Bất quá, thiên vực phong bế, Thục Vân tướng quân cũng không cách nào đem nàng dưới quyền Kim Phượng vệ dẫn tới, chỉ có thể từ thụ thần tộc bên kia, mời chiến sĩ. Thụ thần tộc chiến sĩ, lại trở thành nàng dòng binh. Phạn Thanh Ảnh nhìn thấy Diệp Thần cùng mẫu thân kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, vội vàng đi ra, ngăn ở giữa hai người, nói, mẫu thân, người đi nhanh đi, người không phải luân hồi chi chủ địch thủ. Nàng biết rõ Diệp Thần lợi hại, nàng sợ mẫu thân đánh không lại, nếu là chịu đến tổn thương gì, vậy càng là thê thảm. Thục Vân tướng quân, ta không có ý định đối địch với ngươi, dưới quyền ngươi rất nhiều Kim Phượng vệ, ta cũng chưa từng sát thương các nàng. Có lẽ, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Diệp Thần tiến lên trước một bước, ông một tiếng, tại sau lưng bày ra đế rơi vũ trụ, một mảnh thâm thúy tinh không giới vực, ngay tại phía sau hắn xuất hiện. Xuyên thấu qua mảnh này vũ trụ tinh không, Thục Vân tướng quân có thể thấy rõ, có mấy ngàn Kim Phượng vệ bị giam giữ ở bên trong, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, Diệp Thần lưu lại một tay. Quốc sư chịu nhiễu sóng lão tổ ký sinh, người chẳng lẽ liền một điểm manh mối đều không nhìn ra được sao? Chúng ta chỉ cần liên hợp lại, đối phó nhiễu sóng lão tổ. Diệp Thần nói, nhiễu sóng lão tổ ký sinh, Thục Vân tướng quân nghe Diệp Thần lời ấy, sắc mặt biến thành hơi động, nhưng chợt lại lắc đầu nói, thôi, luân hồi chi chủ, người cũng không cần hoa ngôn xảo ngữ, chỉ bằng vào ngươi cướp lấy Vizanu lão tổ nhục thân, ta liền tất sát ngươi. Nói xong, Thục Vân tướng quân trong hai tròng mắt, kim quang chớp động, nhuệ khí sôi trào, nàng thờ phụng Vizanu, chỉ bằng vào Diệp Thần cùng Vizanu ân oán giữa, nàng và Diệp Thần chắc chắn muốn ngươi chết ta sống. Thụ thần tộc các dũng sĩ, theo ta cầm xuống luân hồi chi chủ. Hắn là so ma quỷ đằng còn muốn đáng sợ u ác tính, nếu không giết hắn, sáng thế chi thụ đều có bị hắn hủy diệt nguy hiểm. Thục Vân tướng quân nắm chặt trường thương, cước bộ đạp mạnh, vung thương mãnh liệt hướng Diệp Thần cuồng quét mà đến. Một đám thụ thần tộc chiến sĩ, họ hét gào thét, cũng đi theo giết đi lên. Bọn hắn phụng sáng thế chi thụ vi tôn, lại sợ u ác tính truyền thuyết ứng nghiệp, Diệp Thần lại biến thành u ác tính, hủy diệt thần thụ. Kim Lan Tế tự thấy thế, quát to, bộ lạc các dũng sĩ. Hắn nghĩ triệu tập Phạn Thiên tộc bộ lạc chiến sĩ, trợ chiến Diệp Thần. Diệp Thần đánh gãy Kim Lan Tế tự nói, không cần, lão tiền bối, ta một người đầy đủ. Hắn chỉ sợ song phương chiến sĩ tranh đấu, ủ thành không thể vãn hồi sát lục, cái kia cực kỳ không ổn. Chính hắn một người ra tay, còn có thể khống chế toàn trường. Thục Vân tướng quân tuy mạnh, một đám thụ thần tộc chiến sĩ, cũng vô cùng biêu hãn. Nhưng cũng không thể dung chuyển Diệp Thần. Diệp Thần có lòng tin trấn áp bọn hắn, chỉ là kỳ quái là, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một loại cảm giác nguy hiểm, vung đi không được, giống như chính mình sẽ thất bại bị bắt giết, nhưng hắn thực sự lại muốn không rõ, Thục Vân tướng quân cùng những cây này thần tộc chiến sĩ, lại có thủ đoạn gì có thể bắt giết chính mình. Phải biết, đây là Phạn Thiên tộc lãnh địa, Thục Vân tướng quân bên này, cũng không chiếm giữ bất luận cái gì thiên thời địa lợi ưu thế, tương phản Diệp Thần còn có chút tăng thêm. Diệp Thần thực sự nghĩ không ra, chính mình làm sao lại bại. Cửu U Tà Sát Công. Diệp Thần nhìn xem Thục Vân tướng quân cả đám vào tới, cước bộ hướng phía trước đạp mạnh, toàn thân liền nổ ra sát khí, cùng Cửu U Vạn Hồn Phiên cộng minh, cái kia Cửu U Vạn Hồn Phiên ô ô vang dội, từng sợi kinh khủng sát khí bộc phát ra, cùng Diệp Thần khí tức phối hợp, hóa thành một cỗ ngập trời khói đen, như nước thủy triều như biển, hướng phía trước bao phủ. Môn này Cửu U Tà Sát Công, là Diệp Thần trước đây tự nghĩ ra công pháp.
có thể bộc phát sát khí ngút trời, chôn vùi địch nhân. Tại cửu u vạn hồn phiên cộng minh phía dưới, hắn môn này tà công, càng là kinh khủng. Chỉ thấy cuồn cuộn sát khí nổ tung ra ngoài, vào tới trước đi lên thụ thần tộc chiến sĩ, lập tức lọt vào xung kích, người người kêu lên một tiếng, thân hình lảo đảo lung lay sắp đổ, cái mũi hút vào sát khí, sắc mặt thoáng chốc trở nên hắc ám, như chúng kịch độc, lại như lọt vào ác ma xâm lấn. Thục Vân tướng quân sắc mặt biến hóa, nhưng bất phi sở động, trường thương trong tay vẫn như cũ sắc bén vô cùng giết hướng Diệp Thần. Quanh thân nàng đế quang phun trào, từng đạo thủ hộ phù văn tỏa ra quang huy, cho dù là Diệp Thần cửu u tà sát công, cũng không cách nào đem nàng ăn mòn. Xuy, thương nhận vạch phá không khí, lấy cực kỳ khí thế bén nhọn, phá sát đến Diệp Thần trước mặt. Thiên hình múa kiếm. Diệp Thần cước bộ sừng sững bất động, tay bóp quyết, 12 thanh thiên hình kiếm từ thể nội bay ra, suy suy vang dội, kiếm khí vũ động, kiếm quang hội tụ thành sông, 12 thanh kiếm tề xuất, đem Thục Vân tướng quân trường thương đẩy ra, phi kiếm lại thuận thế giết tới. Diệp Thần gặp Thục Vân tướng quân tính khí quá ngạo, tính tình quá quật cường, muốn dùng thiên hình 12 kiếm cho nàng điểm trừng phạt, đằng sau mới tốt nói chuyện. Nhưng không ngờ Thục Vân tướng quân có Vizanu chúc phúc thủ hộ, từng đạo thủ hộ phù văn tạo thành tường đồng vách sắt một dạng cương khí vòng bảo hộ, Diệp Thần phi kiếm chém giết đi lên, phát ra tranh tranh âm thanh, lại không thể tổn thương Thục Vân tướng quân một chút. Thục Vân tướng quân gặp Diệp Thần kiếm khí hung mãnh, chính mình cũng không đả thương được hắn, người nhẹ nhàng lui về phía sau thối lui, nhìn thấy thụ thần tộc các chiến sĩ ngã trái ngã phải, đã gặp đến Diệp Thần cửu u tà sát công ăn mòn. Vinh quang tại thượng, Vizanu chúc phúc các ngươi. Thục Vân tướng quân nâng cao trường thương, như một cái thánh nữ thần thánh huy hoàng, một tiếng ngâm sướng, kim quang nở rộ, lập tức xua tan sát khí, tất cả thụ thần tộc chiến sĩ khôi phục lại. Cái này luân hồi chi chủ cỡ nào lợi hại, không hổ là u ác tính tử, tà công thâm hậu, nhanh kết thiên mộc hóa sinh đại trận. Một cái thụ thần tộc chiến sĩ la lên một tiếng, đám người cấp tốc phân tán ra tới, cắt vỡ trong lòng bàn tay, rơi huyết thành trận. Ông! Một cái thanh sắc trận pháp lập tức từ thụ thần tộc các chiến sĩ dưới chân đản sinh ra, đồng thời cấp tốc khuếch tán, lan tràn tới Diệp Thần dưới chân. Diệp Thần lập tức liền cảm giác cơ thể một hồi cứng ngắc, da thịt lại có mộc hóa dấu hiệu. Diệp tiên sinh mau lui lại, hôm nay mộc hóa sinh đại trận, là thụ thần tộc bí truyền trận pháp, có thể đem người biến thành đầu gỗ. Mau lui lại, Kim Lan Tế tự lo lắng kêu lên, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, chính mình cũng lui về phía sau thối lui, chỉ sợ lọt vào thiên mộc hóa sinh đại trận ăn mòn. Đại trận này, đối với thụ thần tộc nhân tới nói, là chúc phúc, có thể để cơ thể biến thành cây cối, cùng sáng thế chi thụ hòa làm một thể, đạt đến thiên nhân hóa sinh, nhân thụ hợp nhất cảnh giới, mặc kệ là thụ thương còn lại chính là tử vong, cũng có thể khôi phục. Diệp Thần cũng không có lui, cái này thiên mộc hóa sinh đại trận, đích xác lợi hại, lấy hắn thể chất mạnh, nhưng lọt vào đại trận ăn mòn sau, cũng lập tức lâm vào trong mộc hóa cứng ngắc, da thịt muốn dần dần biến thành bằng gỗ. Nhưng, cũng dừng ở đây rồi. Diệp Thần có đủ loại thủ đoạn có thể hóa giải. Xuy, thừa dịp Diệp Thần bị mộc hóa, Thục Vân tướng quân trường thương nhanh đâm mà đến, mũi thương đâm thẳng hướng Diệp Thần trái tim. Tiêu tan nghiệt giải ách chú. Trong cơ thể của Diệp Thần phì nhiêu linh khí nổ tung, chỉ một chút, liền xua tan thân thể mộc hóa, hắn lại thúc giục thiên hình 12 kiếm, cùng cửu u vạn hồn phiên cộng minh, từng thanh phi kiếm chùm lên âm trầm sát khí, cuồng vũ chém bay mà ra. Thục Vân tướng quân trường thương lập tức bị Diệp Thần đánh rơi, từng thanh phi kiếm chạm tại trên người nàng, nàng lập tức kêu lên một tiếng, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nàng tuy có Vizanu chúc phúc, thủ hộ cương khí hộ thể, nhưng Diệp Thần phi kiếm mãnh chạm, sát khí điên cuồng nổ tung, cũng làm cho nàng có chút không chịu nổi. Diệp Thần thế công quá mạnh, chính là Vizanu chúc phúc, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Mà một đám thụ thần tộc các chiến sĩ, lại là trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy liền phá hết mộc hóa nguyền rủa, hơn nữa khí thế vẫn như cũ hừng hực, áp chế đến Thục Vân tướng quân không hề có lực hoàn thủ. Thục Vân tướng quân, ngươi vẫn là tới trước ta địa phương, tỉnh táo một chút. Chúng ta hòa đàm đối với trước mắt thế cục, đối với con gái của ngươi, đều rất trọng yếu. Diệp Thần bước lui Thục Vân tướng quân sau, ngón tay lại bấm quyết, tại dưới chân nàng bày ra đế rơi vũ trụ. Hoa lạp, đế rơi vũ trụ như đồ quyển bày ra. Tựa như một cái vòng xoáy màu đen, lại tựa hồ là như lỗ đen, tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi lực, muốn đem Thục Vân tướng quân thôn phệ đi vào. Thục Vân tướng quân chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến, thậm chí linh hồn đều có rơi xuống trong đó nguy hiểm, lập tức sắc mặt đại biến, trong lúc nguy cấp cắn chót lưỡi, phượng vũ cửu thiên.
Màu vàng đế huyết nở rộ mà ra, như hỏa diễm đốt cháy, bao phủ nàng toàn thân, nàng giống như cùng hỏa niết bàn, sau lưng hiển hóa ra kim phượng khí tượng, cánh khẽ vỗ, liền phóng lên trời, muốn thoát khỏi Diệp Thần thôn phệ. Bắt pháp tắc, định thân. Diệp Thần không chút hoang mang, tế ra một khối linh thạch, chính là hôm qua Câu Thiên Tôn hao phí tinh huyết, chế tạo ra pháp tắc thần thạch, ẩn chứa cường đại bắt pháp tắc. Cái này bắt pháp tắc, Diệp Thần đã sơ bộ nắm giữ, cái gọi là bắt tinh túy, kỳ thực chính là định thân, chỉ cần đem người định trụ, người khác không thể động đậy, tự nhiên là có thể nhẹ nhõm đem bắt. Thục Vân tướng quân người trên không trung, lọt vào một cỗ phóng xạ một dạng pháp tắc xung kích, cơ thể lập tức bị định trụ, như cứng ngắc như pho tượng không thể động đậy, trên mặt dừng lại lấy kinh hãi thần sắc kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà đối với nàng loại này cấp bậc tồn tại đều có hạn chế. Cái này chẳng lẽ chính là luân hồi chi chủ át chủ bài sao? Rơi. Diệp Thần lại thúc giục đế rơi vũ trụ, liền muốn đem Thục Vân tướng quân thôn phệ đi vào. Đương nhiên, hắn cũng không muốn giết người, chỉ là muốn mời Thục Vân tướng quân, đến hắn đế rơi trong vũ trụ nghỉ ngơi mấy ngày. Một khi quá đại điển, hắn tự nhiên sẽ đem Thục Vân tướng quân phóng xuất. Bây giờ Thục Vân tướng quân bị định thân, không cách nào chuyển động, thân thể tựa như một khối đá giống như, hướng phía dưới đế rơi vũ trụ rơi xuống. Chớ làm tổn thương mẫu thân của ta. Nhưng vào lúc này, đã thấy một vệt sáng bay ra, tiếp nhận Thục Vân tướng quân, ôm nàng thoát ly đế rơi vũ trụ thôn vệ phạm vi. Người xuất thủ, lại là Phản Thanh Ảnh. Luân hồi chi chủ, chớ làm tổn thương mẫu thân của ta. Phản Thanh Ảnh trên mặt mang vẻ cầu khẩn, đạo. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, lại không nghĩ rằng Phản Thanh Ảnh lại đột nhiên lao ra. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì đại cục. Nhưng mà, trong nháy mắt, Diệp Thần lại bắt được một tia cực hạn nguy hiểm. Phảng phất một giây sau chính mình liền muốn táng sinh nơi đây. Diệp Thần hai con ngươi nhìn xung quanh, từ nhân quả cảm giác xác định không tại Thục Vân tướng quân trên thân. Vậy cái này nguy hiểm lại là nơi nào mà đến? Thục Vân tướng quân thoát ly đế rơi vũ trụ phạm vi, Diệp Thần gia tăng ở trên người nàng định thân giam cầm cũng giảm bớt. Nàng dùng sức thoáng giãy giụa, tránh phá định thân nguyền rủa, răng ngà cắn cắn, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng khó có thể tin. Nàng sớm biết Diệp Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến nước này, chính mình cho dù toàn lực bộc phát, lại có thụ thần tộc chúng chiến sĩ trợ chiến, vậy mà cũng không phải Diệp Thần địch thủ. Cho tới bây giờ, Diệp Thần vẫn là khí định thần nhàn bộ dáng, rõ ràng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Diệp Thần thực lực, so Thục Vân tướng quân trong tưởng tượng, còn cường hãn hơn rất nhiều. Thụ thần tộc các dũng sĩ. Thục Vân tướng quân đem Phản Thanh Ảnh đẩy ra, hướng về thụ thần tộc chúng nhân đạo. Cái này luân hồi chi chủ rất lợi hại, nhanh dùng ma quỷ đằng. Chỉ có ma quỷ đằng có thể giết chết hắn. Mọi người vừa nghe, lập tức đại chấn, lâm vào trong kinh ngạc. Nhanh, các ngươi muốn chết ở đây sao? Thục Vân tướng quân quát to. Thụ thần tộc chúng người toàn thân run rẩy một chút, nhao nhao gật đầu đáp dạ, lập tức cắn nát đầu ngón tay, lấy máu tươi làm dẫn, ngâm sướng lên tới. Tựa hồ muốn triệu hoán đồ vật gì. Thục Vân tướng quân hít sâu một hơi, cầm súng sừng sững ở đám người trước người, lạnh lẽo nhìn lấy Diệp Thần, tựa hồ muốn dùng sinh mệnh của mình, tới vì mọi người tranh thủ thời gian. Ma quỷ đằng. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, những cây này thần tộc người, muốn triệu hoán ma quỷ đằng đi ra đối phó hắn. Cái này ma quỷ đằng, phía trước Phản Thiên nói qua, là thụ thần tộc phong ấn chi vật, trước đây từ sáng thế trên cây chém xuống tới. Ma quỷ đằng mang theo vực sâu kinh khủng khí tức, thậm chí có thể ngăn cản ánh sáng của bầu trời thần thủy xung kích, dựa vào ma quỷ đằng, Diệp Thần thậm chí có cơ hội xâm nhập ánh sáng của bầu trời thần thủy. Hắn nhìn thấy những cây này thần tộc người, muốn triệu hoán ma quỷ đằng đi ra, trong lòng cũng tới hứng thú. Diệp tiên sinh, mau ngăn cản bọn hắn muốn triệu hoán ma quỷ đằng A. Đáng chết, đây chính là cực đáng sợ vực sâu tà vật. Kim Lan Tế tự kêu to lên, chỉ sợ ma quỷ đằng được triệu hoán đi ra. Hoảng cho hắn bước nhanh đến phía trước, nghĩ chính mình đi đánh gãy thụ thần tộc nhân nghi thức triệu hoán. Diệp Thần đưa tay đem Kim Lan Tế tự ngăn lại, nói, để cho bọn hắn triệu hoán A. Hắn liếm môi một cái, ta cũng nghĩ xem, cái này ma quỷ đằng lợi hại đến mức nào. Nói không chừng là cơ duyên. Tại thời khắc này, Diệp Thần ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, hắn cùng thiên đấu sát thần cảm ứng, cũng không có sai, đích xác có nguy hiểm tồn tại. Nguy hiểm nơi phát ra. Không phải Thục Vân tướng quân, cũng không phải những cây này thần tộc người, bọn hắn còn không cách nào thương tổn tới Diệp Thần. Nguy hiểm chân chính nơi phát ra, là ma quỷ đằng. Ông,
một đám thụ thần tộc nhân, lấy máu tươi làm dẫn, phác họa ra một cái huyết trận, bọn hắn không ngừng ngâm sướng triệu hoán, chính mình huyết nhục xuất hiện chút tiểu tụy, rõ ràng hao phí cực lớn, thậm chí có người tại chỗ ngã xuống đất, sống chết không biết. Thục Vân tướng quân khẩn trương nhìn chăm chú lên, gặp Diệp Thần tựa hồ khinh địch sơ suất, cũng không có qua tới đánh gãy nghi thức triệu hoán, trong nội tâm nàng lại là buông lỏng, nghĩ thầm, gia hỏa này khinh thường, cho là mình có thể đối kháng ma quỷ đằng sau. Hắn chết chắc. Hu hu. Một hồi âm phong, không biết từ chỗ nào nổi lên, gào thét vang dội, sau đó bên trong hư không, xuất hiện từng mảnh khói mù, nhàn nhạt sương mù xám bao phủ bốn phía, trong hư không phảng phất vang lên ma quỷ khẽ nói. Sau đó, chỉ thấy một đầu đen như mực dây leo, tựa như rắn độc, từ huyết sắc trong trận pháp leo ra. Vô tận sương mù xám, lượn lờ tại dây leo phía trên, còn có từng cây sắc bén gai độc, lớn lên ở phía trên, một chút xíu hư thối, mịt mờ, khí tức thâm trầm, không ngừng từ trong dây leo kia tản mát ra. Đây chính là ma quỷ đằng sao. Diệp Thần nhìn thấy ma quỷ đằng được triệu hoán đi ra, toàn thân lông tơ nhưng vẫn động dựng thẳng lên, một chút xíu kịch liệt cảm giác nguy hiểm, như sơn băng hải thiếu giống như gào thét mà đến. Xuy, giống như rắn độc chậm chạp bò ma quỷ đằng, đột nhiên một chút bật lên gia tốc, hướng Diệp Thần phốc xạ mà đến. Diệp Thần tất cả tâm thần đang đề phòng, mắt thấy ma quỷ đằng khẽ động, hắn lập tức phi thân né tránh. Nhưng không ngờ, cái kia ma quỷ đằng từ một cái không thể tưởng tượng nổi xảo trá góc độ, chợt rẽ ngoặt hướng hắn quấn tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, thân eo căng thẳng, ma quỷ đằng đã cuốn lấy eo của hắn. Ha ha ha! Vừa nhìn thấy Diệp Thần bị cuốn lấy, Thục Vân tướng quân lập tức nhịn không được, phát ra tiếng cười to. Một đám thụ thần tộc nhân, cũng là lộ ra mừng như điên biểu lộ. Luân hồi chi chủ, người nhất định phải chết. Bị ma quỷ đằng quấn thân, người nhất định phải chết. Thục Vân tướng quân biểu lộ cuồng nhiệt, ma quỷ đằng có đặc thù pháp tắc hiệu quả, chỉ cần bay ra ngoài, liền nhất định có thể cuốn lấy con mồi. Loại này pháp tắc hiệu quả, tương tự với nhân quả luật, dạy người khó mà tránh né. Diệp Thần tránh né không mở, lập tức bị cuốn lấy, chỉ một thoáng liền cảm giác một hồi sắc bén đâm nhói, ma quỷ đằng bên trên từng cây gai ngược, điên cuồng đâm vào trong da của hắn. Theo gai ngược vào tới, còn có một cỗ hắc ám, ô uế, tê liệt, hôi thối độc tố, tràn ngập tối thối giữa vực sâu khí tức, giống như có từng sợi nổi lên ngàn năm thi thủy, điên cuồng chảy ngược vào trong cơ thể của Diệp Thần. Ông! Diệp Thần hộ thể cương khí, tự động bộc phát, đối kháng ma quỷ đằng vực sâu khí tức, hắn cũng không có thụ thương, ngũ tạng lục phủ cũng duy trì thanh minh. Nhưng, ma quỷ đằng kịch độc nguyên tố, không ngừng dọc theo gai ngược truyền tới, Diệp Thần hộ thể cương khí, cũng dần dần bị ăn mòn, thời gian kéo dài thêm mà nói. Hắn cương khí bị đục khoét đi, hắn tất nhiên phải gặp đến vực sâu xâm lấn. Mộ chủ cẩn thận, ta tới giúp ngươi. Diệp Thần đang suy nghĩ đối sách, chợt nghe Thiên Đấu Sát Thần quát lên một tiếng lớn, càng là đem hắn thần hồn năng lượng, hóa thành cuồn cuộn linh khí, chút xuống đến Diệp Thần quanh thân kinh mạch bên trong. Chỉ một thoáng, Diệp Thần nhận được Thiên Đấu Sát Thần trợ lực, liền cảm giác tinh thần phấn chấn, linh khí dồi dào, hộ thể cương khí cũng đại đại hừng hực, nở rộ kim mang sáng chói. Nhưng kể cả như thế, hắn lại còn không thể tránh thoát ma quỷ đằng. Cái kia ma quỷ đằng giống như mãng xà quấn quanh, gắt gao quấn ở hắn trên thắt lưng, hơn nữa không ngừng nắm chặt, nếu như không phải hắn thể chất cường hãn, chỉ sợ đã bị tươi sống ghìm chết. Thục Vân tướng quân gặp Diệp Thần cương khí bộc phát, kim quang cuồn cuộn bộ dáng, lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt lại cười lạnh nói, vô dụng, bị ma quỷ đằng quấn thân, chú định không thể thoát khỏi, chỉ có thể một mực bị vực sâu ăn mòn, cho đến chết. Cái này ma quỷ đằng quấn quanh, tựa như u ác tính ký sinh, khó mà chảm trừ, bị dây dưa, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần hộ thể cương khí, mặc dù có thể chống lại vực sâu, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận, mà vực sâu năng lượng vô cùng vô tận. Chờ Diệp Thần khí tức kiệt quệ, hộ thể cương khí không chịu nổi, hắn hoặc là bị ma quỷ đằng tươi sống ghìm chết, hoặc là bị ma quỷ đằng bên trên kịch độc hạ độc chết. Mộ chủ, cái này ma quỷ đằng đích thật là đáng sợ tà vật, xem ra. Ta phải mở ra sát lục mệnh cách, mới có thể chặt đứt vật này. Thiên Đấu Sát Thần ánh mắt sắc bén, đối với cái này ma quỷ đằng, cũng là tràn ngập sâu đậm kiêng kỵ, nhưng hắn cũng không hoảng, hắn còn có hậu chiêu. Sát lục mệnh cách, mở. Thiên Đấu Sát Thần tinh thần, tại thời khắc này, cùng Diệp Thần dung hợp làm một thể, Diệp Thần tròn mắt tận nứt, chỉ cảm thấy toàn thân là khí, bộc phát ra long hống hổ khiếu một dạng âm thanh. Đây là thanh âm của hắn, cũng là Thiên Đấu Sát Thần âm thanh. Tại thời khắc này, hai người hòa làm một thể. Một cỗ kinh khủng sát khí, lập tức từ trong cơ thể của Diệp Thần bạo phát đi ra,
đó là mổ giết chục triệu người, lây dính vô số máu tươi, mới có thể rèn luyện ra sát khí. Là thiên đấu sát thần sát khí. Thiên đạo sáu mệnh một trong, sát lục mệnh cách, tại lúc này mở ra. Ông! Sau lưng Diệp Thần, xuất hiện một đạo vĩ ngạn nguy nga thân ảnh, máu tươi trùng thiên, sát khí bành trướng, chính là thiên đấu sát thần hư ảnh. Thiên đấu sát thần hư ảnh, trở thành Diệp Thần pháp tướng, vô biên sát khí khuếch tán ra, tất cả mọi người tại chỗ, Thục Vân tướng quân, Phản Thanh Ảnh, Kim Lan tế tự các loại, toàn bộ đều lâm vào ngốc trệ trong kinh ngạc. Ngập trời sôi trào sát khí, bộc phát thành huyết sắc sương mù, phóng xạ hơn phân nửa thiên vực, đem tinh không đều nhuộm đỏ, không biết có bao nhiêu nhật nguyệt tinh thần trong huyết quang vẫn lạc. Cái này sát lục mệnh cách, vừa mở ra, sát khí kinh thiên, liền dung chuyển tinh không nhật nguyệt, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản. Thục Vân tướng quân, Phản Thanh Ảnh, Kim Lan tế tự, Thụ Thần tộc cùng Phản Thiên tộc các chiến sĩ, ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Diệp Thần, liền tựa như dê đợi làm thịt nhìn xem đồ tể, nhỏ yếu con mồi nhìn xem mãnh hổ, từ trong đáy lòng dâng lên một cỗ hồi hộp. Sát 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 giết. Diệp Thần đạo tâm đẫm máu, hai mắt đều trở nên đỏ bừng, nội tâm chỉ có một cái ý niệm, chính là sát lục. Cái này sát lục mệnh cách vừa mở ra, địch ta chẳng phân biệt được, Diệp Thần liền chỉ muốn giết người, Thục Vân tướng quân cũng tốt, Kim Lan tế tự cũng được, chỉ cần là người, hắn đều muốn giết. Thiên đấu sát thần trên bản chất là một đầu nghiệt vật, hắn từ trong sát lục sinh ra, lần này sát lục mệnh cách mở ra, kinh thiên sát ý bộc phát, đã che mất thiên đấu sát thần lý trí, cũng thiếu chút che giấu Diệp Thần lý trí. Mà lúc này, tinh không bị ngạn, một cái đều là Khô Lâu địa cung bên trong. Sâu u quỷ khí hội tụ tại toàn bộ địa cung. Nhậm Phi Phàm vừa mới chuẩn bị hướng về chỗ sâu mà đi, đột nhiên xem như hải đăng hắn, rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần cùng sát lục mệnh cách ở giữa liên hệ. Hắn nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này hẳn sẽ không bị giết chóc choáng váng đầu óc a. Nhưng đây là sát lục mệnh cách. Hắn có chút do dự, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn không cách nào xác định thời khắc này Diệp Thần đến tột cùng tại Phản Thiên Thánh Địa kinh nghiệm cái gì, nhưng Diệp Thần lựa chọn vận dụng thiên đấu sát thần lá bài tẩy này, chắc chắn đụng phải chuyện khó giải quyết. Không nghĩ nhiều nữa, Nhậm Phi Phàm ngồi xếp bằng, hai con người phảng phất đầu chuyển tinh di, huyết nguyệt cùng cự kình vần quanh, hắn đưa tay ra, hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, thanh minh chi đạo, thủ hộ lòng ngươi. Làm xong đây hết thảy, Nhậm Phi Phàm sắc mặt tái nhợt mấy phần, hắn liếc mắt nhìn địa cung, tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Yếu ớt màu lam quỷ hỏa từ một nơi bí mật gần đó chập chờn, giống như u hồn ánh mắt đang dò ngó mỗi một cái kẻ xông vào. Nhậm Phi Phàm suy xét phút chốc, vung tay lên, bên trong hư không xuất hiện một thanh huyết nguyệt chi kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng đảo qua thạch trụ, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Ta luôn cảm giác nơi đây tựa hồ cùng luân hồi có chút liên hệ, chẳng lẽ ở đây chôn giấu lấy bí mật gì? Cùng Diệp Thần có liên quan? Thôi, thay đổi ta căn cơ quan trọng hơn. Nhậm Phi Phàm tiếng bước chân ở cung điện dưới lòng đất bên trong quanh quẩn, cô độc và kiên định. Hắn biết, nơi này hết thảy đều không thuộc về hắn, nhưng vì thay đổi căn cơ vấn đề, hắn nhất thiết phải tiếp tục tiến lên. Địa cung phần cuối, có lẽ chính là hết thảy bí ẩn giải đáp, có lẽ là một cái khác nguy hiểm thế giới lối vào. Mà giờ khắc này Diệp Thần, sát ý trùng thiên. 3. Cuồng bạo sát khí, giống như thực chất giống như, từ Diệp Thần trong thân thể tuôn ra, tựa như từng thanh phi đao màu đỏ ngòm phi kiếm, chỉ một chút, liền đem quấn quanh ở Diệp Thần bên hông ma quỷ đằng chặt đứt. Ma quỷ đằng cắt thành 7-8 đoạn, rớt xuống đất, không còn ma quỷ đằng gò bó, Diệp Thần toàn thân bộc phát sát khí, càng mãnh liệt hơn, đem hơn phân nửa thiên vực nhuộm đỏ. Phía dưới Phản Thiên Thánh Địa người cũng cảm nhận được cỗ này sát khí kinh thiên, rất nhiều người ngẩng đầu, có thể nhìn đến ngày xưa bầu trời xanh thẳm, đã biến thành một mảnh huyết sắc, có vô cùng mây đùn huyết điện nổi lên, một mảnh cảnh tượng tận thế. Xuy, Diệp Thần tụ huyết thành kiếm, một cái to lớn huyết kiếm trong tay hiện lên, một kiếm mang theo kinh khủng sát khí, hướng Thục Vân tướng quân chém tới. Thục Vân tướng quân lập tức ngạt thở, tại Diệp Thần dưới một kiếm này, nàng cảm giác chính mình là nhỏ bé như vậy. Phản Thanh Ảnh cùng đông đảo Thụ Thần tộc chiến sĩ, cũng là kinh dị. Phản Thiên tộc bộ lạc bên này, Kim Lan tế tự cùng rất nhiều tộc nhân cũng là vô cùng sợ hãi. Diệp Thần một kiếm này, sát khí lồng che trời địa, nhìn như chỉ chém về phía Thục Vân tướng quân, nhưng trên thực tế, cái kia cỗ kinh thiên lăng lệ kiếm đạo sát ý, đã bao trùm toàn trường. Chỉ cần một kiếm này rơi xuống, không chỉ Thục Vân tướng quân sẽ chết, tất cả mọi người tại chỗ đều phải gặp sát khí xung kích, chết oan chết uổng.
Tại đông đảo trong ánh mắt kinh hãi, Diệp Thần một kiếm liền muốn đem Thục Vân tướng quân chém thẳng thành hai nửa, Thục Vân tướng quân đã lộ ra mất hết can đảm biểu lộ, gương mặt hoàn toàn trắng bệch. Nhưng ở thời khắc sống còn, Diệp Thần mũi kiếm khoảng cách nàng còn có 3 tấc thời điểm, Diệp Thần dừng lại, kiếm của hắn cũng dừng lại ngưng trệ giữa không trung, cũng không có chân chính đánh xuống. Một cỗ thanh minh cảm giác hội tụ người, thế nhưng cỗ xâm nghiêm kinh khủng sát khí, như sền sệt chất lỏng, quanh quẩn tại bốn phía, vẫn như cũ ép tới người không thở nổi. Thục Vân tướng quân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn xem gần trong gang tấc mũi kiếm, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Nàng là nhìn quen người sống chết, đạo tâm vô cùng cứng cỏi, đã sớm đem chính mình sinh tử tính mệnh không để ý, nhưng bây giờ, tại trước mặt Diệp Thần, tại sát lục mệnh cách uy áp trước mặt, nàng mới phát hiện thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đạo tâm của nàng cơ hồ bể nát. Ta hù dọa ngươi. Diệp Thần khóe miệng lộ ra lướt qua một cái ý cười, vừa mới sát lục mệnh cách mở ra, thiếu chút nữa thì che mất lý trí của hắn, may mắn một cỗ thanh minh sức mạnh hơi hơi để cho hắn tỉnh táo thêm một chút. Hắn phảng phất thấy được Nhậm Tiền Bối khuôn mặt. Chẳng lẽ là Nhậm Tiền Bối đang giúp mình? Thủ đoạn như thế, vượt qua tinh không bỉ ngạn đến không không lúc nào khoảng không, tất nhiên đại giới cực lớn. Bất quá cỗ này thanh minh sức mạnh rất nhanh liền biến mất, nhưng đầy đủ, bản thân hắn đạo tâm cường hãn, luân hồi pháp một vận chuyển, trong lòng quan tưởng luân hồi bàn, tâm thần cũng ổn định lại, không có bị sát niệm bao phủ. Thiên đấu sát thần cũng là biết Diệp Thần đạo tâm có thể so với mình tưởng tượng cường đại, cho nên mới dám bộc phát sát lục mệnh cách. Cái này sát lục mệnh cách sức mạnh, chính hắn đều khó mà trưởng khống, vừa mở ra liền sẽ đánh mất lý trí, địch ta chẳng phân biệt được chém lung tung loạn giết. Nhưng Diệp Thần có thể trưởng khống. Diệp Thần thu hồi huyết kiếm, cũng chậm rãi thu liếm lại sát lục mệnh cách khí thức, Thục Vân tướng quân áp lực buông lỏng, tại chỗ hư thoát quỳ xuống xuống, nói. Ngươi thắng. Diệp Thần cười cười, nói, Thục Vân tướng quân tất nhiên chịu thua, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngươi cùng Phản Thanh Ảnh cô nương, liền đến ta Phản Thiên tộc bộ lạc bên trong thật tốt nghỉ ngơi. Ngày mai Phản Thiên đại điển, các ngươi yên tâm xem lễ liền có thể. Đến nỗi cái này ma quỷ đằng. Diệp Thần cúi đầu xem xét, vừa mới bị hắn chặt đứt vài đoạn ma quỷ đằng, bây giờ lại tựa như vật sống giống như chậm rãi nhúc nhích, lại lẫn nhau nhúc nhích sát nhập đến cùng một chỗ, khôi phục nguyên dạng, là một đầu dài ước chừng một trượng dây leo. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài, thực tế sơn, ma quỷ đằng có thể kéo dài vô hạn, loại này tà vật lưng tựa vực sâu, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, thụ thần tộc cũng chỉ có thể phong ấn, căn bản là không có cách tiêu diệt. Muốn tiêu diệt ma quỷ đằng, chỉ có thể dùng hết sức mạnh, dùng thần thánh nhất ánh sáng của bầu trời, đi dội rửa hắc ám khí tức. Ma quỷ đằng liền thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến chớ. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía thụ thần tộc các chiến sĩ, đạo. Cái này ma quỷ đằng không người trưởng khống, tựa như nửa chết nửa sống xà giống như, trên mặt đất lười biếng hoạt động, nhưng chỉ cần có người đụng vào, nó liền sẽ như từ trong ngủ đông thức tỉnh rắn độc một dạng phệ nhân. Thụ thần tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới Diệp Thần sát lục mệnh cách khí tức khủng bố, cũng ép tới đạo tâm bọn hắn phá toái, lúc này đã không còn dám tại trước mặt Diệp Thần phách lối. Cái này ma quỷ đằng là vực sâu tà vật, người không hiểu phong ấn chi pháp, tùy tiện tiếp xúc, chỉ có một con đường chết. Một cái thụ thần tộc nhân đạo, bọn hắn cũng là phải dựa vào đặc thù thuật pháp, tài năng phong ấn khống chế ma quỷ đằng. Cái này người cũng không cần lo lắng, ta tự có thủ đoạn. Diệp Thần vẫy tay một cái, trực tiếp đem ma quỷ đằng thu, cất giữ đến Phỉ Nhiêu trên kim đan. Phỉ Nhiêu đế quân cho hắn viên này kim đan, linh khí vô tận, dùng để cất giữ ma quỷ đằng, cũng hoàn toàn đầy đủ, không cần lo lắng bị ăn mòn. Thụ thần tộc chúng người thấy thế, lập tức ngẩn ngơ, không nghĩ tới Diệp Thần còn có thể thu phục ma quỷ đằng. Quả nhiên, ngươi là vực sâu đế tử, trong truyền thuyết u ác tính tử. Cái này ma quỷ đằng, đối với chúng ta tới nói, là ác độc tà vật, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ sợ chỉ là một kiện bình thường công cụ. Thụ thần tộc chúng người lộ ra bi thương lại phức tạp biểu lộ, chỉ coi Diệp Thần chính là u ác tính tử, có thể nhẹ nhõm khống chế hết thảy vực sâu tà vật. Tùy các ngươi nói thế nào, các ngươi có thể đi. Diệp Thần bình tĩnh nói, hắn cũng không muốn lạm sát, không muốn nhiều gây huyết nghiệt. Thụ thần tộc chúng người nhìn nhau thê thảm, cũng chưa đi, một người nói. Chúng ta hôm nay thua ở dưới vực sâu, chỉ có chết, lại há có thể làm đào binh. Nói xong giơ lên trong tay đao, lại hoành đao tự vẫn. Còn sót lại thụ thần các tộc nhân, cũng là cùng nhau tự vẫn, thi thể ùm ùm ngã xuống. Diệp Thần nhìn thấy một màn này, trong lòng hơi có chút chấn động, không nghĩ tới những cây này thần tộc người, tính tình càng như thế cương liệt. Vực sâu tàn phá bừa bãi,
đại đạo không còn, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Thục Vân tướng quân đau buồn thở dài. Phạn Thanh Ảnh chỉ sợ nàng cũng tự vẫn, nắm tay nàng nói, mẫu thân, không nên rời bỏ ta. Thục Vân tướng quân không nói gì, cùng nữ nhi ôm ở cùng một chỗ. Diệp Thần cũng trầm mặc, cũng không có giải thích cái gì. Quang Chi Tử, U Ác Tính Tử, Quang Minh cùng Hắc Ám, Thái Sơ cùng Vực Sâu, Dương Thần cùng Âm Thần có rất nhiều đại đạo chi tranh, lại há có thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Hắn có thể làm, chỉ là đi chính mình đạo, cầu một cái không thẹn với lương tâm. Thu xếp tốt Thục Vân tướng quân cùng Phạn Thanh Ảnh, Diệp Thần một mình trở lại trong phòng, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, phát hiện thiên đấu sát thần linh hồn, hình thái ảm đạm rất nhiều. Rõ ràng, vừa mới mở ra sát lục mệnh cách, thiên đấu sát thần tiêu hao rất lớn. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần chặn lại nói tạ, hắn mặc dù cũng có đủ loại thủ đoạn, cùng ma quỷ đằng đối kháng, nhưng đều cần trả giá không nhỏ đại giới, mà dựa vào thiên đấu sát thần sát lục mệnh cách, trực tiếp giết phá hết thảy gò bó, lại là mau lẹ nhất con đường, chính hắn cũng không cần hao phí cái gì. Không có việc gì, mộ chủ, kỳ thực ngươi bây giờ sức chiến đấu, đã vượt qua ta. Ta có thể giúp ngươi, chỉ có ta sát lục mệnh cách. Thiên đấu sát thần đạo. Diệp Thần thực lực tiến bộ thần tốc, bây giờ đã là không không lúc nào khoảng không đỉnh cấp cao thủ, luận thực lực, cũng chỉ có Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế có thể ổn áp hắn một đầu. Liền thiên đấu sát thần, bây giờ cũng không cách nào cùng Diệp Thần so sánh với. Bất quá, nắm giữ sát lục mệnh cách hắn, vẫn là Diệp Thần cực lớn trợ lực, cũng là một tấm đủ để thay đổi chiến cuộc át chủ bài. Cái này sát lục mệnh cách, mang theo một chút trụ thần quyền chui sức mạnh, là kiếm hoàng quyền hành, hung tàn nhất bá đạo nhất tối âm tàn mãnh liệt nhất quyền hành. Sát lục mệnh cách sau khi mở ra, Diệp Thần như thế cuồng hóa, trong thời gian ngắn sức chiến đấu đem tăng lên trên diện rộng. Tiền bối, người tốt nhất nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp, chính ta có thể xử lý. Diệp Thần nói, thiên đấu sát thần lá bài tẩy này, đã dùng hết, nhìn bầu trời đánh giết thần suy yếu như vậy bộ dáng, trong thời gian ngắn rõ ràng không cách nào lại sử dụng lần thứ hai. Nhưng Diệp Thần cũng không để ý, hắn còn có không ít át chủ bài có thể dùng. Lần này thiên đấu sát thần có thể giúp đến hắn, cuối cùng thành công cầm tới ma quỷ đằng, hắn đã là 10 phần cảm kích. Hảo, mộ chủ, chính ngươi cẩn thận một chút. Thiên đấu sát thần suy yếu phía dưới, cũng không cách nào lại nói quá nhiều, biến mất ở bên trong vùng thế giới này, lựa chọn chữa thương đi nghỉ. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nghĩ thầm, Phán Thiên nói qua, dựa vào ma quỷ đằng, có thể tiến vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, chống cự ánh sáng mặt trời rọi rửa, chí ít có thể duy trì một giờ. Vận khí ta thực là không tồi, sẽ ma quỷ đằng nắm bắt tới tay. Diệp Thần trong lòng hơi động, lấy ra ma quỷ đằng, đem trôi nổi ở trong hư không. Ma quỷ đằng huyền không ngọ nguậy, như một đầu chậm rãi ngọ nguậy rắn độc, vật này là sống, Diệp Thần cảm giác ma quỷ đằng tại nhìn lấy chính mình. Nếm trước thí luyện hóa lại nói. Diệp Thần nghĩ thầm, quan tưởng luân hồi pháp, lại mở ra vi giờ nu đủ loại thạch tâm pháp môn, còn có kim cương bất hủ thể, tạo thành cương khí kim màu vàng óng hộ thể. Làm đủ chuẩn bị sau, hắn cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi của mình, nhỏ vào trong ma quỷ đằng, dự định mạo hiểm luyện hóa cái này tà vật, vì tương lai tiến vào ánh sáng của bầu trời thần thủy làm chuẩn bị. Diệp Thần đã làm tốt bị vực sâu phản phệ chuẩn bị tâm lý, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, máu tươi của hắn, vô cùng thuận lợi thẩm thấu vào ma quỷ đằng bên trong, rất nhanh liền cùng ma quỷ đằng thành lập câu thông. Cái này ma quỷ đằng tựa như một đầu bị thuần hóa xà, vũ động hình thể, lại hướng về Diệp Thần dập đầu, vậy mà nhận chủ. Thế mà thuận lợi như vậy sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn cũng không nhận được cái gì vực sâu ma khí phản phệ, thì ung dung cùng ma quỷ đằng thiết lập liên lạc. Thiếu đế đại nhân. Diệp Thần bên tai nghe được một cỗ xa xăm mờ mịt tiếng kêu gào, dường như là ma quỷ đằng tại lên tiếng, xưng hô hắn là thiếu đế. Thế mà bảo ta thiếu đế đại nhân, quả nhiên coi ta là thành u ác tính tử sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày. U ác tính tử là vực sâu người đại diện, cũng là người thừa kế, nhưng trưởng khống hết thảy vực sâu tà vật. Cái này ma quỷ đằng, chính là vực sâu tà vật, bây giờ đem Diệp Thần cho rằng u ác tính tử, trực tiếp quy thuận nhận chủ. Diệp Thần tâm niệm khẽ động, cái này ma quỷ đằng liền theo tâm ý của hắn, trên dưới vũ động kéo dài, linh hoạt như rắn, phảng phất đã thành một phần của thân thể hắn. Rất tốt, có cái này ma quỷ đằng, ta ngược lại thật ra có cơ hội, lại đi ánh sáng của bầu trời thần thủy sông sáo. Diệp Thần nghĩ thầm, đem ma quỷ đằng thu hồi. Cái kia ánh sáng của bầu trời thần thủy, mênh mông hừng hực huy hoàng, Diệp Thần là không dám hy vọng xa vời luyện hóa, chỉ cầu có thể đi vào trong đó, đem câu chi mảnh vụn thu hồi lại.
Ngày mai sẽ là Phản Thiên Đại Điển chính thức cử hành thời gian, Diệp Thần tĩnh tâm chờ đợi. Hắn suy tính thiên cơ, có thể bắt được Luân Hồi Thánh Địa bên kia, Nguyên Thiên Đế cùng Võ Tổ lãnh đạo đại quân, sớm đã xuất động, tại trong Hồn Thiên Đế Sơn môn hang ổ, trắng trợn chinh chiến sát lục, thế như trẻ tre. Không có Hồn Thiên Đế tọa trấn, hắn Sơn môn tộc đàn, tự nhiên khó mà ngăn cản Nguyên Thiên Đế cùng Luân Hồi đại quân binh phong, tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhưng hồn tộc sức mạnh, hơn phân nửa quy về Hồn Thiên Đế tự thân, chỉ cần Hồn Thiên Đế không chết, tùy thời đều có khả năng lật bàn. Chiến trường chân chính, không tại Nguyên Thiên Đế bên kia, mà tại Diệp Thần bên này. Nếu như trận này Phản Thiên Đại Điển, Diệp Thần thua ở Hồn Thiên Đế thủ hạ, thế cục kia tất nhiên sẽ bị nghịch chuyển. Ngày mai, chính là ta chiến đấu. Diệp Thần nắm quyền một cái, nội tâm tràn ngập chờ mong. Bất quá trong lòng hắn ẩn ẩn có một chỗ lo lắng, liên quan đến Nhậm Tiền Bối. Hắn không biết Hoàn Mỹ Gia Gia đến cùng cho Nhậm Tiền Bối cơ duyên gì. Cơ duyên này sau lưng, tựa hồ cất giấu vô tận hung cơ. Chỉ hy vọng, Nhậm Tiền Bối có thể bình an a. Đợi đến đại điển kết thúc, ta nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ với Nhậm Tiền Bối. Thực sự không được, hỏi một chút Nguyên Thiên Đế có biện pháp nào không? Vào đêm, sau một canh giờ, ngồi xếp bằng Diệp Thần đột nhiên mở mắt. Hắn ẩn ẩn thấy được một hình ảnh, trong tấm hình, Nhậm Phi Phàm lại bị thương. Lòng bàn tay của hắn bị một cây xích hắc cây sáo đâm xuyên qua, cuồn cuộn đen hoang chi khí tựa như mạng nhện dọc theo cây sáo bọc lại Nhậm Tiền Bối. Diệp Thần ẩn ẩn thấy được Nhậm Tiền Bối vẻ mặt thống khổ. Cái này thật chỉ là mộng sao, vẫn là nói tương lai. Thời gian vội vàng đi qua, một đêm không có chuyện gì xảy ra, tới sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thần bị một hồi vang dội pháo mừng âm thanh đánh thức. Cái kia pháo mừng âm thanh, là từ phía dưới Phản Thiên Thánh Địa truyền đến. Diệp Thần ánh mắt quan sát tiếp, xuyên thấu qua thiên vực tinh không bích chướng, liền có thể nhìn thấy phía dưới Phản Thiên Thánh Địa cảnh tượng, rất nhiều tham gia đại điển võ giả, đã tề tụ đến cổ Phạm Quốc Thần Cung quảng trường. Quảng trường có xây một cái tế đàn, đang đứng Phản Thiên Lão Tổ pho tượng. Quốc sư Phạm Cô Hồng tế bái hoàn tất, chống gậy, cao giọng hô lớn nói, khai thiên môn. Hắn tiếng nói rơi xuống, cổ Phạm Quốc bốn phương tám hướng, liền truyền đến từng trận đáp lại âm thanh. Khai thiên môn, khai thiên môn, khai thiên môn. Tiếp theo sát, cổ Phạm Quốc tứ phương, có từng tòa đại trận tỏa ra ánh sáng, thần quang ngút trời dựng lên, rầm rầm một hồi vang dội, quán xuyên bầu trời, cũng xuyên phá thiên vực cấm chế. Bầu trời như bị xé mở một cái khe, khe hở cấp tốc khuếch trương, cả bầu trời giống như màn sân khấu bị xé, thiên vực rực rỡ thâm thúy tinh không đồ cảnh, xuất hiện tại mỗi người trên đỉnh đầu. Chính là sáng sớm, bầu trời xanh thẳm, nhưng theo màn trời bị xé mở, trời xanh giải tán, dương quang nắng sớm cũng không thấy, cổ Phạm Quốc đám người trên đỉnh đầu, là vô ngần tinh không mênh mông, nhật nguyệt tinh thần tô điểm trong đó, còn có sáng thế chi thụ, ánh sáng của bầu trời thần thủy, từng cái bộ lạc, từng mảnh không biết cung điện, đủ loại trên trời cảnh tượng, như mộng như ảo, lộ ra tại mọi người trước mắt. Toàn trường võ giả lập tức xôn xao, chỉ cho là phía trên thiên vực, chính là trong truyền thuyết tinh không bỉ ngạn. Đó chính là sáng thế chi thụ sao? Thực sự là hùng vĩ a. Còn có cái kia phiến trắng xóa như vòng xoáy một dạng luồng khí xoáy, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết ánh sáng của bầu trời thần thủy? Đây chính là thiên vực cảnh tượng sao? Nghe nói dọc theo sáng thế chi thụ một mực bò, có thể leo đến tinh không bỉ ngạn đi lên. Giữa sân vang lên mảng lớn tiếng ồ lên, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động. Hồn Thiên Đế, Xấu Thần, Ma Phi Thiên, Hồng Quân Lão Tổ, Thiên Khải Chí Tôn bọn người, nhưng là sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt ngước nhìn thiên vực tinh không, tìm kiếm lấy vật mình muốn. Thiên vực tinh không vô cùng lớn, không biết có bao nhiêu hành tinh, cất giấu bao nhiêu huyền bí, đối với Diệp Thần, Hồn Thiên Đế loại này cấp bậc mà nói, có thể gây nên bọn hắn chú ý đổ vật, chỉ có sáng thế chi thụ, ánh sáng của bầu trời thần thủy, cửu u vạn hồn phiên mấy người kỳ quan, còn đối với võ giả bình thường tới nói, tùy tiện một khỏa tinh cầu, có thể đều ẩn chứa đủ để cho bọn hắn lột xác bảo tàng. Chư vị, Phản Thiên Đại Điển hôm nay chính thức bắt đầu. Quốc sư Phạm Cô Hồng cao giọng mở miệng, muốn tuyên bố Phản Thiên Đại Điển bắt đầu. Diệp Thần tại thiên vực trong tinh không, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, thân hình lập tức lóe lên, xuyên qua hư không, trực tiếp buông xuống đến cổ Phạm Quốc Thần Cung quảng trường bầu trời, cười nói. Phản Thiên Đại Điển thịnh hội như thế, làm sao có thể thiếu được ta Diệp Thần. Hắn chợt buông xuống, toàn thân mang theo luân hồi kim quang, mảy may cũng không che giấu khí thức của mình. Thần quang rực rỡ phải tựa như một vành mặt trời, chiếu rọi toàn bộ Phản Thiên Thánh Địa, làm cho tinh không bóng đêm, biến thành ban ngày.
hắn cởi mở lại âm thanh vang dội, cũng là rung động toàn bộ cổ phạm quốc. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn qua Diệp Thần thân ảnh, đều là trợn mắt hốc mồm. Những ngày này thời gian, đám người cũng nghe nói, Diệp Thần cướp ngục thích tù, lại đi Vong Uyên cướp ngục, còn giết chết cổ phạm quốc nhị hoàng tử, phạm phải tội lớn ngập trời, quốc sư Phạm Cô Hồng đã phát ra lệnh truy nã, hôm qua càng là mệnh lệnh Thục Vân tướng quân tiến đến bắt. Nhưng nhìn Diệp Thần bây giờ buông xuống, thần quang lãng chiếu bộ dáng, Thục Vân tướng quân bắt, hiển nhiên là thất bại. Đã là nửa bước thiên đế cảnh Diệp Thần, khí tức vô cùng cường đại, thậm chí, đơn thuần luận tu vi hơi thở, hắn đã có thực lực thiên đế cảnh một, hai tầng trời, chỉ là bởi vì chịu thiên đạo áp chế, trên thân không có đế quang, không tính chân chính thiên đế. Cho dù Diệp Thần không tính chân chính thiên đế, nhưng luân hồi khí tượng quá mãnh liệt, một vòng lập lòe u quang luân hồi bàn, tại sau lưng Diệp Thần bày ra, răng rắc chậm rãi chuyển động bên trên luân bàn, thậm chí có thiên tổ đồ đằng. Táng địa, táng thiên, táng hư khí tức khủng bố, tại luân hồi bàn thượng lưu chuyển, tất cả mọi người đều có loại bị mai táng cảm giác, một chút đạo tâm hơi yếu võ giả, càng là kinh hãi tại chỗ quỳ xuống, hướng về phía Diệp Thần quỳ bái, chịu luân hồi tia sáng bao phủ, bọn hắn đã quy y. Quốc sư Phạm Cô Hồng, Hồn Thiên Đế, Ma Phi Thiên, Hồng Quân Lão Tổ, Xấu Thần bọn người, nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, sắc mặt cũng là biến đổi. Nhìn Diệp Thần như thế hừng hực khí tượng, thậm chí còn có thiên tổ đồ đằng thủ hộ, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không có ai nói có nắm chắc cầm xuống Diệp Thần. Thật to gan, luân hồi chi chủ, người còn dám xuất hiện. Cổ Phạm Quốc Hoàng đế Tiêu Huyền, cũng tức là nhị hoàng tử Tiêu Hàn Tinh phụ thân, nhìn thấy Diệp Thần sau khi xuất hiện, lập tức phẫn nộ quát lớn. Huyền Thiên Vệ, nhanh bắt lấy hắn. Tiêu Huyền quát một tiếng lệnh, chỉ thấy một đội kim giáp vệ binh, tại một cái khôi ngô tráng kiện thanh niên nam tử dẫn dắt phía dưới, đồng loạt ra khỏi hàng, dương cung cài tên, mũi tên trực chỉ Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta không muốn giết người lung tung. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng sau lưng luân hồi bàn, lại là răng rắc ra tốc bắt đầu chuyển động, đại táng diệt khí tức thả ra, tựa như vặn vẹo phóng xạ. Đem quanh người một mảnh tinh không, đều chôn, tinh không trở thành hỗn độn. Một đám kim giáp vệ binh, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, giơ cung tên cánh tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Phụ hoàng, cầm đầu thanh niên nam tử hướng Tiêu Huyền xin chỉ thị, hắn là cổ phạm quốc đại hoàng tử, nhìn Diệp Thần khí thế như thế hừng hực bộ dáng, liền xem như cổ phạm quốc tinh nhuệ Huyền Thiên Vệ, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn cầm xuống. Tiêu Huyền nhìn thấy Diệp Thần khí thế như vậy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Phạm Cô Hồng, kêu một tiếng, quốc sư. Quốc sư Phạm Cô Hồng gặp Diệp Thần treo cao tại thiên, kim quang rực rỡ như thái dương, da mặt run lên, trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, người cướp ngục thích tù, lại sát hại ta cổ Phạm Quốc hoàng tử, còn dám nghênh ngang xuất hiện, thực sự là khi dễ ta cổ Phạm Quốc không người. Ân, ta cổ Phạm Quốc, trả lại xác thực không người có thể cùng ngươi tranh phong. Nhưng không lúc nào khoảng không quần hùng, tề tụ nơi này, tin rằng ngươi có ngập trời bản sự. Cũng không cách nào cùng quần hùng đối nghịch. Nói xong, quốc sư ánh mắt hướng Hồn Thiên Đế, Ma Phi Thiên, Hồng Quân Lão Tổ, Xấu Thần bọn người nhìn lại. Lấy Hồn Thiên Đế đám người thực lực, nếu như liên thủ xuất kích, lường trước Diệp Thần cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng mà, cảm thấy được quốc sư bắn tới ánh mắt, Hồn Thiên Đế bọn người lại rời ánh mắt đi, không có đụng vào nhau. Bọn họ đều là đa mưu túc trí hạng người, tuy biết tề tâm hợp lực liên thủ, tất có thể tru sát Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần có đủ loại át chủ bài, một khi bộc phát, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện thụ thương, có người muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà mặc kệ là Hồn Thiên Đế Xấu Thần, vẫn là Ma Phi Thiên Hồng Quân bọn người, cũng không muốn chính mình trở thành cái giá này. Bọn hắn tình nguyện chờ đợi thời cơ, chờ thời cơ thích hợp, lại ra tay lấy cái giá thấp nhất, giải quyết Diệp Thần. Tương lai đủ loại thiên cơ mệnh số, bọn hắn tự nhiên cũng có thể xem bói ra một chút khuôn mặt, ánh sáng của bầu trời thần thủy, sáng thế chi thụ. Hắc Huyên Độc Tuyền, Quy Khư Đại Kiếp các loại, những thứ này phải chết đồ vật, đều có thể chôn Diệp Thần. Bọn hắn cần, là chờ đợi loại kia thời cơ, lại thừa lúc vắng mà vào kiếm tiện nghi, mà không phải đối mặt Diệp Thần phong mang. Diệp Thần phong mang hừng hực như thế, liền xem như Hồn Thiên Đế, cũng không muốn thẳng anh kỳ phong. Cảm thấy được Hồn Thiên Đế bọn người tránh né ánh mắt, quốc sư sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Diệp Thần cười cười, nhìn xem quốc sư Phạm Cô Hồng, nói. Ta cướp ngục thích tù, là bởi vì các ngươi bắt nhầm người. Ta giết người, là bởi vì người khác khiêu khích trước ta. Tội không tại ta à, quốc sư. Ngươi có thể câu thông Phạn Thiên Lão Tổ, lắng nghe hắn thần dụ, hỏi hắn một chút, ta có tội hay không?
ta nếu có tội, Phản Thiên lão tổ sớm đã hạ xuống trừng phạt, như thế nào lại cho ta chấp trưởng Phản Thiên kiếm đâu? Các ngươi không ngại hỏi một chút này kiếm. Nói xong, Diệp Thần tế ra Phản Thiên kiếm, nắm chặt nơi tay, giơ lên cao cao. Ông, cả thanh Phản Thiên kiếm, lập tức phóng ra hào quang chói mắt, đó là tựa như sáng thế quang, sáng tạo hết thảy, tạo hóa hết thảy, thai nghén vạn vật, quang huy hừng hực vọt tới sáng thế trên cây, cùng sáng thế chi thụ câu thông, tươi thắm xum xuê sáng thế chi thụ, lá cây sàn sạt vang dội, cũng chuyển tới đáp lại, kinh thiên lục quang nở rộ thành mây hà, che đậy tinh không. Nhìn thấy cỗ này khí tượng, toàn trường người chấn động, ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần kiếm trong tay. Tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy vô lượng quang huy, vô lượng dáng mây, vô lượng kiếm khí, hội tụ đến sau lưng Diệp Thần, đồng thời chậm rãi phác họa ra một đạo vĩ ngạn bàng bạc thân ảnh. Đó lại là Phản Thiên lão tổ thân ảnh. Hắn cưỡi khổng tước, thần quang hạo đáng, có bốn cái cánh tay, lượn lờ tâm linh, trí tuệ, bản thân, tự tin huy quang, đỉnh đầu vương miện, chân sinh hoa sen, hai con ngươi minh hợp như vào ngủ, vô lượng kinh thư phù văn như kim trào lưu trôi, vần quanh thân thể của hắn bốn phía, mỗi một đạo phù văn đều mang sáng thế chi đạo diệu uẩn, có thể diễn hóa thiên đạo. Phản Thiên thế mà hiển linh. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại sau lưng Diệp Thần, vô tận thần quang tắm Diệp Thần, như thế tối vô thượng chúc phúc. Nhìn thấy Phản Thiên thế mà hiển linh, bên trong cổ Phạm quốc, nhân tộc, Phản Thiên tộc các tộc nhân hoảng hốt, lộ ra rung động lại sùng bái thần sắc, ngàn ngàn vạn vạn người rầm rầm quỳ xuống tiếp. Tất cả đối với Diệp Thần tội phạt chỉ trích, tại Phản Thiên hư ảnh sau khi xuất hiện, đều đã mất đi ý nghĩa. Phản Thiên kiếm ở đây, tựa như Phản Thiên lão tổ đích thân tới. Vừa gặp Phản Thiên, ngươi vì cái gì không quỳ, quốc sư? Diệp Thần ở trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn quốc sư Phạm Cô Hồng, lại nói từng chữ. Hoặc có lẽ là, ta phải gọi ngươi một tiếng, Ki. Quốc sư Phạm Cô Hồng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng đánh gãy Diệp Thần nói, đủ. Không cần nói nữa. Hắn hít sâu một hơi, chống gậy tay hơi hơi run run, cuối cùng nói. Lão Phu tuyên bố, luân hồi chi chủ, ngươi vô tội. Ngươi, có thể tham gia Phản Thiên đại điển. Thanh âm hắn rơi xuống, Diệp Thần sau lưng Phản Thiên hư ảnh, cũng là dần dần tiêu tan mở ra. Toàn trường yên tĩnh, chẳng ai ngờ rằng, Phản Thiên thế mà lại hiển linh. Vừa mới Phản Thiên vĩ ngạn nguy nga thân ảnh, rung động tất cả mọi người, đó là thế giới này sáng thế chi thần, thế giới chính là từ Phản Thiên trong mộng cảnh đản sinh. Sáng thế đại đạo, sáng tạo diệu pháp, các loại vĩ lực, tập trung vào Phản Thiên một thân. Nếu là có thể nhận được Phản Thiên quyền hành, tất có thể hùng bá chư thiên, trở thành bên trong thế giới chí cao. Tại chỗ rất nhiều võ giả trong lòng, cũng là nóng bỏng lên, mặc dù biết chính mình trở thành Phản Thiên thiên mệnh truyền nhân, khả năng vô cùng xa vời, nhưng vẫn là cảm giác kích động, vạn nhất có cơ hội đâu. Phản Thiên quyền hành đem cắt nhỏ thành ba phần, cần chọn lựa ba cái thiên mệnh truyền nhân, tất cả mọi người tại chỗ đều có cơ hội lấy được. Diệp Thần, Hồn Thiên Đế, Hồng Quân lão tổ bọn người, thực lực cường đại, tự nhiên cơ hội lớn nhất. Nhưng long hổ tranh đấu, kết cục cuối cùng có thể là ngọc thạch câu phần, không thiếu võ giả đều chờ mong Diệp Thần cùng Hồn Thiên Đế bọn người đồng quy vu tận, sau đó bọn hắn liền có thể mua thấp bán cao. Thời gian qua một khắc đồng hồ, Phản Thiên hiển linh mang tới bàng bạc uy áp, lúc này mới chậm rãi tán đi. Luân hồi chi chủ tay cầm Phản Thiên kiếm, xem ra là muốn trở thành Phản Thiên thiên mệnh truyền nhân. Quyền hành cắt nhỏ ba phần, còn có hai phần, người đoán một chút sẽ rơi xuống trong tay ai. Ta đoán Hồn Thiên Đế có thể cướp đoạt một phần, cuối cùng một phần không biết là ai có thể cầm tới, Ma Phi Thiên. Hồng Quân, xấu thần. Đông đảo thanh âm xì xào bàn tán, lại vang lên, tràng diện khôi phục sao động. Quốc sư Phạm Cô Hồng, đang tuyên bố Diệp Thần vô tội, có thể tham gia Phản Thiên đại điển sau, lại cùng một chút cao tầng trưởng lão đại thần thương lượng một chút, cuối cùng nói. Yên lặng. Toàn trường liền an tĩnh lại. Lão Phu tuyên bố, hôm nay Phản Thiên đại điển. Quy tắc rất đơn giản, lấy 10 ngày trong vòng, tất cả người dự thi tiến vào thiên vực, tìm kiếm đại đạo hoa, đợi 10 ngày sau đó, ai có thể tìm được nhiều nhất đại đạo hoa, người đó liền có thể trở thành Phản Thiên chết thay. Không, là thiên mệnh truyền nhân. Thiên vực hung hiểm rất nhiều, thiên tài địa bảo cũng nhiều, người dự thi tiến vào thiên vực sau, đạt được hết thảy thiên tài địa bảo, tất cả quy về mình có. 10 ngày sau, nếu có thể sống sót, ta cổ Phạm quốc còn có khác lễ vật. Quốc sư cao giọng tuyên bố quy củ. Cái này Phản Thiên đại điển thí luyện, lại là muốn đi tìm đại đạo hoa. Đám người nhìn nhau kinh ngạc, có người hỏi, cái gì là đại đạo hoa? Quốc sư chỉ vào thiên vực trong tinh không sáng thế chi thụ, nói, đại đạo hoa,
chính là sáng thế chi thụ dựng dục ra đóa hoa, ẩn chứa đại đạo huyền bí, quan sát đại đạo hoa, có thể lĩnh hội đại đạo. Đại đạo hoa từ sáng thế trên cây bay xuống, phiêu tán đến thiên vực các nơi, các ngươi có thể đi tới thiên vực các nơi tìm kiếm. Đương nhiên, đang sáng tạo thế giới trên cây, có nhiều nhất đại đạo hoa, nhưng, sáng thế chi thụ lượn lờ vực sâu khí tức, võ giả tầm thường tới gần, nhất định chịu vực sâu phản phệ. Chư vị người dự thi có thể tự làm quyết định, là đi tới sáng thế chi thụ hái hoa, vẫn là tại thiên vực các nơi tìm kiếm. Hoặc có lẽ là, cũng có thể từ chỗ khác trong tay người cướp đoạt, lần này phản thiên đại điển thí luyện, cũng không cấm sát lục, người thắng vi tôn, 10 ngày sau, nắm giữ đại đạo hoa nhiều nhất 3 người, sẽ trở thành phản thiên 3 cái thiên mệnh truyền nhân, có thể chia ăn phản thiên huyết nhục, kế thừa hắn quyền hành. Quốc sư nói rõ chi tiết rõ ràng đại điển thí luyện quy củ, tất cả mọi người nghe hết sức rõ ràng, rất nhiều người nhìn về phía thiên vực tinh không, gốc kia sáng thế chi thụ trong ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần chờ mong, còn có khẩn trương. Nếu như đều nghe hiểu rồi, không có gì nghi vấn mà nói, như vậy, lão phu tuyên bố, thí luyện chính thức bắt đầu. Quốc sư cao giọng nói. Toàn trường võ giả yên lặng một hồi, sau đó có người bay lên trời, hóa thành một tia thần quang, xông thẳng vào thiên vực trong tinh không. Ngay sau đó, đông đảo võ giả lần lượt bay thượng thiên vực, nhưng Diệp Thần cũng không động, bởi vì hắn nhìn thấy, Hồn Thiên Đế, Hồng Quân lão tổ bọn người, cũng không động. Bất quá để cho Diệp Thần bất ngờ là, hắn thấy được Mộ Dung U còn chưa khởi hành. Mộ Dung U chẳng lẽ cũng muốn tranh thủ phản thiên quyền hành. Giống hắn loại này cấp bậc võ giả, căn bản là đã hết chơi. Có lẽ phát giác được Diệp Thần ánh mắt, Mộ Dung U vi mỉm cười một cái, hướng về Diệp Thần chắp tay một cái. Sau đó lại trực tiếp truyền thanh cho Diệp Thần. Luân hồi chi chủ, nếu ta tìm được đầy đủ đại đạo hoa, chắc chắn cho ngươi, ngươi nhất định muốn chiến thắng Hồng Quân. Cầm tới phản thiên quyền hành. Diệp Thần trả lời, không cần, ta cũng có thể cầm tới một phần quyền hành, nếu ngươi có đầy đủ cơ duyên, nói không chừng ngươi có thể cầm tới còn lại quyền hành, đến lúc đó, ngươi muốn đối với Hồng Quân báo thù, cũng không phải là không thể được. Mộ Dung U lắc đầu, ta như vậy tồn tại, nào có cái gì cơ duyên? Chỉ hy vọng luân hồi chi chủ có thể tại trong đại điển cười đến cuối cùng. Nhất định muốn cẩn thận Hồng Quân, còn có Hồn Thiên Đế. Thậm chí càng cẩn thận quốc sư âm thầm sắp đặt đối phó ngươi. Nói xong, cũng không đợi Diệp Thần hồi phục, cùng đông đảo võ giả một dạng, cũng hóa thành một tia thần quang, hướng về thiên vực tinh không mà đi. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả người dự thi, cũng đã bay vào thiên vực, giữa sân lại chỉ còn lại Diệp Thần, Hồn Thiên Đế, Xấu Thần, Ma Phi Thiên, Hồng Quân lão tổ 5 người. Quốc sư Phạm Cô Hồng, Tiêu Huyền, còn có cổ Phạm Quốc một đám cao tầng, bọn thị vệ, hơi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Thần 5 người. Mấy vị còn không khởi hành sao? Quốc sư nói. Diệp Thần 5 người này, đều là đương thời cấp cao nhất cường giả, trận này phản thiên đại điển, cuối cùng người thắng, hơn phân nửa cũng là từ trong 5 người bọn họ quyết ra. Bình thường võ giả, chắc chắn không cách nào cùng bọn hắn cướp đoạt phản thiên quyền hành, tối đa chỉ có thể cướp điểm bình thường thiên tài địa bảo. Trừ phi Diệp Thần 5 người lẫn nhau tranh đấu, Ngọc Thạch câu phần, cùng nhau vẫn lạc, bằng không người bên ngoài không còn cơ hội. Không vội, hiếm thấy tụ hội, có hứng thú luận bàn một chút sao? Diệp Thần cười nhìn về phía Hồn Thiên Đế bọn người, hắn lúc này chấp trưởng Phản Thiên Kiếm, sau lưng có Phản Thiên Chúc Phúc, có thể mượn dùng Phản Thiên Thánh Địa địa mạch sắc bén, khách quan Hồn Thiên Đế bọn người tới nói, ưu thế cực lớn. Luận bàn thì không cần, luân hồi chi chủ, ánh sáng của bầu trời thần thủy ngay tại trên trời. Ngươi không phải muốn làm cái gì quang chi tử sao? Cứ việc đi luyện hóa a, bản tọa không cùng ngươi cướp đoạt, bản tọa hôm nay chỉ cần phản thiên quyền hành. Hồn Thiên Đế âm thanh lạnh nhạt đạo, sau đó trước tiên đứng dậy, thân hình lóe lên, đã hóa thành một cỗ ngất trời hắc khí, xông vào thiên vực bên trong đi. Thiên vực bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, ánh sáng của bầu trời thần thủy là giá trị cao nhất một chỗ, nhưng Hồn Thiên Đế đầu não rất thanh tỉnh, cũng không hy vọng xa vời cướp đoạt ánh sáng của bầu trời thần thủy. Hắn thậm chí giật dây Diệp Thần đi luyện hóa, chỉ cần Diệp Thần dám luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy, tất nhiên muốn bị ánh sáng của bầu trời dội rửa thành đứa đần, đến lúc đó, Hồn Thiên Đế liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống thắng lợi. Hắc hắc, đúng vậy a, luân hồi chi chủ, ngươi thế nhưng là quang chi tử a, cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy liền cho ngươi, phản thiên quyền hành, làm sao có thể cùng quang quyền hành so sánh. Ngươi đi cướp đoạt quang quyền hành chính là, cần gì phải cùng chúng ta cướp đoạt phản thiên đạo thống. Xấu Thần âm trầm nở nụ cười, sau đó khống chế Thiên Đế chiến xa, cũng hướng thượng thiên vực. Diệp Thần nghe được thanh âm của hắn, liền cảm thấy lỗ tai ong ong, Xấu Thần âm thanh, mang theo một cỗ mãnh liệt mê hoặc ý vị.
May mắn Diệp Thần đạo tâm cường hãn, hơi hơi điều chỉnh một chút hô hấp, liền đem xấu thần mê hoặc hóa giải mất. Ánh sáng của bầu trời thần thủy quá mức hừng hực, dĩ nhiên không phải Diệp Thần có thể luyện hóa, nếu là hắn thật sự tin vào xấu thần lời nói, đi luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy, chỉ có một con đường chết. Luân hồi chi chủ, người cùng hồn thiên đế còn không quyết chiến sao? Ta thế nhưng là chờ lấy xem kịch vui đâu, cũng đừng để cho ta thất vọng. Dù sao, chúng ta đều xem như Diêm Ma tử thần truyền nhân. Ma Phi Thiên đứng dậy, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hiện tại hắn đã là siêu phẩm thiên đế, nhưng Diệp Thần thực lực, đồng dạng cực kỳ cường hãn, hắn không có nắm chắc chiến thắng. Trước mắt hắn đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần Diệp Thần cùng hồn thiên đế quyết chiến, Diệp Thần có cái gì sai lầm tổn thương, chính là hắn ra tay thu hoạch thời cơ. Ô một tiếng, Ma Phi Thiên cũng hóa thành một cỗ hắc quang, vọt tới thiên vực lên rồi. Theo hồn thiên đế, Ma Phi Thiên, xấu thần ba người tiến vào thiên vực, giữa sân còn để lại người dự thi, chỉ có Diệp Thần cùng Hồng Quân lão tổ hai người. Hồng Quân lão tổ sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ta không tin ngươi lại là quang chi tử. Diệp Thần cười nói, ngươi thờ phụng quang. Hồng Quân lão tổ nói, không thờ phượng quang, chẳng lẽ đi tin tưởng hắc ám sao? Ngươi là u ác tính tử, luân hồi chi chủ, quang chi tử là ta. Ta sẽ cầm tới quang quyền hành, mà sau sẽ ngươi trấn áp. Cái này cũng là duy nhất có thể trấn áp ngươi biện pháp. Diệp Thần ngạc nhiên nói, a, Hồng Quân, ngươi đang nói cái gì, ngươi là quang chi tử. Hồng Quân lão tổ trong mắt lập lòe kiên định, nói, cái gọi là quang chi tử, cũng không định số, ai có thể luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy, người đó liền có thể trở thành quang chi tử. Theo lý thuyết, nếu ta uống xong ánh sáng của bầu trời thần thủy, ta liền có thể phi thăng thành quang chi tử. Nghe được Hồng Quân lão tổ một phen, Diệp Thần chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bật cười nói, thì ra, ngươi còn nghĩ trở thành quang chi tử. Hồng Quân, đây là ta không có nghĩ tới. Hồng Quân lão tổ lắc lắc đầu nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Người ta ai đúng ai sai, hậu thế tự nhiên sẽ có nhân chứng thực. Hắn không nói thêm gì nữa, tung người hóa thành một đạo thanh sắc thần quang, bay đến thiên vực phía trên. Diệp Thần trầm mặc một chút, bấm ngón tay suy tính tương lai, chiếm hỏi Cát Hung. Từ nơi sâu xa, hắn thấy được Hồng Quân lão tổ tương lai, có khả năng ngàn ngàn vạn vạn cái, trong đó có một cái khả năng lớn nhất, hắn ác mộng nước suối sát khí phát tác, bị xấu thần đoạt xá. Đến nỗi Hồng Quân lão tổ trở thành quang chi tử, khả năng này, vô cùng xa vời. Nghĩ không ra, cái này Hồng Quân thật là có cơ hội trở thành quang chi tử. Diệp Thần nhíu nhíu mày, khả năng này mặc dù xa vời, nhưng ít ra là tồn tại, cũng không phải là chuyện không có thể. Bất quá trên thực tế, người người đều có cơ hội biến thành quang, trở thành quang chi tử, chỉ cần có thể uống xong đồng thời tiêu hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy. Diệp Thần lắc đầu, không có quá mức lo nghĩ, mặc kệ tương lai như thế nào, hắn đều sẽ tiếp tục đi hắn đạo. Suy một tiếng, Diệp Thần cũng hóa thành một tia kim quang, xông vào trong thiên vực. Bất quá tại bước vào thiên vực trong nháy mắt, Diệp Thần lại có một loại cảm giác xấu, trong tấm hình vẫn là Nhậm Phi Phàm bị thương. Cái này liên tiếp hình ảnh, chẳng lẽ Nhậm Phi Phàm thật có nguy hiểm? Theo lý tới nói, Nhậm Tiền Bối bị Siva cưỡng ép tăng cao thực lực, dù cho căn cơ không đủ, nhưng đủ để phá giải đại bộ phận vấn đề. Trừ phi liên lụy đến trụ thần hay là cái kia cái gọi là thiên khôi kiếm chủ loại này. Bây giờ biết được thì có ích lợi gì, đáng tiếc hắn bây giờ căn bản không có năng lực thông chi. Chỉ hy vọng Nhậm Tiền Bối có thể biến nguy thành an. Lần nữa tiến vào thiên vực, Diệp Thần chỉ thấy được tinh không mênh mông, thái hư vô biên, mới vừa tiến vào thiên vực rất nhiều những người dự thi, tựa như một nắm cát vung vào biển cả, trong chớp mắt tiêu thất vô tung. Bất quá, chỉ cần Diệp Thần nhắm mắt lại, tĩnh tâm bắt giữ thiên cơ, vẫn có thể mơ hồ bắt được từng cái điểm sáng tồn tại, cái này mỗi một cái điểm sáng, cũng là một người, càng hừng hực điểm sáng, đại biểu người kia thực lực tối cường. Dựa vào thiên cơ bắt giữ, Diệp Thần đại khái thấy được hồn thiên đế, xấu thần, Hồng Quân lão tổ, Ma Phi Thiên đám người đi hướng. Hồn thiên đế, xấu thần, Ma Phi Thiên đều hướng về sáng thế chi thụ đi, chỉ có Hồng Quân lão tổ, lại là thẳng đến ánh sáng của bầu trời thần thủy. Gia hỏa này, điên rồi sao? Thật muốn đi luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy, đây không phải tự tìm cái chết. Cảm thấy được một màn này Diệp Thần, mười phần chấn kinh, ánh sáng của bầu trời thần thủy quyền hành, mười phần kinh khủng, lấy Hồng Quân lão tổ thực lực, không có nửa điểm có thể luyện hóa, liền Diệp Thần cũng không thể luyện hóa. Bây giờ Hồng Quân lão tổ nổi điên, phóng đi ánh sáng của bầu trời thần thủy, Diệp Thần không biết hắn là nghĩ gì, hắn cũng nghĩ không thông. Thôi,
hắn tìm chết liền chịu chết đi thôi. Diệp Thần lắc đầu, cũng lười để ý Hồng Quân lão tổ sinh tử, lập tức hướng về sáng thế chi thụ phá không bay đi. Sáng thế chi thụ tại thiên vực tinh không trung ương nhất, vô cùng nổi bật, tươi thắm nguy nga đại thụ, mỗi một cái lá cây đều có tinh cầu thật lớn, nhánh cây cùng nhánh cây tương liên, tựa như tinh quỹ kết nối, cây này cao lớn đến hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh, truyền thuyết dọc theo thân cây một mực trèo lên trên, có thể leo đến tinh không bỉ ngạn. Uy, luân hồi chi chủ, nhớ kỹ thay ta chạm một tiết nhánh cây, ta sạch sẽ hơn điểm nhánh cây. Ngay tại Diệp Thần cấp tốc bay về phía sáng thế chi thụ thời điểm, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, là Lăng Xương Tiên Tử âm thanh. Lăng Xương Tiên Tử, ngươi ở đâu? Diệp Thần nghe được Lăng Xương Tiên Tử âm thanh, trong lòng hơi động, hỏi. Ta còn tại nội vực a, ta cũng không dám đi thiên vực, nếu bị ánh sáng của bầu trời thần thủy một chút rội rửa, ta liền phải chết, nhớ kỹ thay ta chạm một tiết sạch sẽ một chút nhánh cây, ta muốn làm cơ thạch. Lăng Xương Tiên Tử cách không truyền âm nói. Biết. Diệp Thần đồng ý đạo, trong lòng lại hiếu kỳ, sạch sẽ một chút nhánh cây. Chẳng lẽ sáng thế chi thụ nhánh cây, rất bẩn sao? Rất nhanh, Diệp Thần đi tới sáng thế chi thụ phía dưới, cây này thực sự quá lớn rồi, khi Diệp Thần đi tới dưới tảng cây, hắn là hoàn toàn nhìn không ra trước mắt đồ vật là một cái cây, quả thực là một bức đủ để khiến người tuyệt vọng tường cao. Bằng gỗ tường cao từ đại địa kéo dài đến bầu trời đỉnh, phía bên trái phía bên phải đều không nhìn thấy phần cuối, dõi mắt nhìn lên trên. Tại ánh mắt xuyên thấu trọng trọng mây đùn khói mù sau, Diệp Thần mới nhìn đến có chạc cây kéo dài, từng mảnh xanh biếc lá cây nhẹ nhàng phát quang, giữa khe hở có thể nhìn thấy một chút hoa năm màu đóa, lượn lờ tường vân, lại có như mặt trời cực lớn, phía trên nhấp nhô đại đạo phù văn, nghĩ đến chính là đại đạo hoa. Đến nỗi sáng thế chi thụ rễ cây, cũng là vô cùng kinh khủng, từng cái tinh quý thật lớn rễ cây răng khắp nơi kéo dài, đâm thật sâu vào trong thiên vực hắc ám tinh không, không nhìn thấy phần cuối. Người hành tẩu đang sáng tạo thế giới chi thụ rễ cây bên trên, nhỏ bé ngay cả sâu kiến cũng không bằng, như côn trùng hành tẩu tại liên miên trong tinh hà. Hùng vĩ như vậy, hùng vĩ, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thần thụ, chỉ là mắt thấy nó biểu, bình thường võ giả đạo tâm, liền bị lay động, thất hồn lạc phách. Diệp Thần là gặp qua sóng to gió lớn người, nhưng lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi sáng thế chi thụ, vẫn là bị rung động đến. Khổng lồ như thế hùng vĩ cây cối. Liền xem như không không lúc nào chống không thổ nhưỡng, đều khó có khả năng dựng dục ra tới, đây là thần tích, là thuộc về trụ thần vĩ đại kỳ tích, là phản thiên mộng cảnh sáng tạo thần thụ, dùng để tạo hóa vạn vật. Đứng tại sáng thế chi thụ phía dưới, Diệp Thần hít thở một cái khí, liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc dư thừa sinh cơ, thanh lương như không sơn tân vũ sau không khí, thấm vào ruột gan. Nhưng, không khí thanh tân bên trong, tựa hồ lại xen lẫn một tia nhàn nhạt hôi thối. Đó là một cỗ giống như thi sú vung đi không được làm cho người nôn mửa mùi thối. Cẩn thận ngóng nhìn sáng thế chi thụ, Diệp Thần lại phát hiện, gốc cây này vĩ đại nguy nga thần thụ, trên cây cối lại có thủng trăm ngàn lỗ, không biết bị đồ vật gì ăn mòn thành từng cái lỗ thủng, trong lỗ thủng có quỷ dị sâu mọt đang lăn lộn, phát ra nhỏ xíu chi chi âm thanh. Dõi mắt nhìn lại, sáng thế trên cây khoảng không lượn lờ từng sợi màu đen sương mù, những cái kia sương mù hội tụ thành che lấp cùng chướng khí, tại cả cái cây các nơi di động. Là vực sâu ăn mòn. Trong lòng Diệp Thần phỏng đoán lấy, sáng thế chi thụ rễ cây bên trên, khắc họa có từng đạo trận văn, nơi này có vô số linh trận bao trùm, đem sáng thế trên cây vực sâu hắc ám khí tức, dẫn đạo vào trong vòng nguyên biên thủy, lắng động tích xúc đứng lên. Chỉ có chờ đến thế giới quy khư thời gian đến, vòng nguyên biên thủy hắc ám, mới có thể bộc phát. Những thứ này hắc ám, đến từ phản thiên thế giới các nơi. Phản thiên thế giới không chỉ có không không lúc nào khoảng không. Còn có thái thượng thế giới, thần quốc, phổ thông vũ trụ các loại, những thế giới này rất nhiều hắc ám, một bộ phận lắng đọng, một bộ phận sẽ chảy trở về đến sáng thế chi thụ. Sáng thế chi thụ dựng dục thế giới vạn vật, cũng như mẫu thân giống như bao dung vạn vật, chịu tải vạn vật hắc ám. Toàn bộ phản thiên thế giới hắc ám, đại lượng chảy trở về đến sáng thế chi thụ bên trong, tạo thành vực sâu, coi như phản thiên bọn hậu duệ, dùng đủ loại thủ đoạn đi hóa giải khơi thông, nhưng lưu lại tới hắc ám, vẫn như cũ kinh khủng. Những thứ này lưu lại hắc ám khí tức, tam thực sáng thế chi thụ, liền làm phải sáng thế chi thụ thủng trăm ngàn lỗ, che lấp lượn lờ. Cơ thể của Phản Thiên, chôn giấu tại trong thân cây. Vì giờ nu cho cốt đàn, tại rễ cây phía dưới. Diệp Thần trong lòng hơi động, thiên cơ bắt giữ, đại khái cảm ứng được Phản Thiên cùng vì giờ nu khí tức. Cơ thể của Phản Thiên, cũng không phải chôn ở dưới cây, mà là trực tiếp cất kín tại trong thân cây, cùng sáng thế chi thụ hòa làm một thể. Sáng thế chi thụ vĩ đại tạo hóa khí tức, không ngừng bổ dưỡng lấy Phản Thiên,
nhưng trên cây lượn quanh vực sâu khí tức, cũng không ngừng ăn mòn Phạn Thiên thể phách. Những thứ này vực sâu ăn mòn, chuyển biến trở thành phần thiên đại kiếp, điều này làm cho Phạn Thiên phần thiên đại kiếp, so với bình thường trụ thần kinh khủng. Hắn ngủ say còn tốt, đại kiếp sẽ không bộc phát, nhưng hắn một khi thức tỉnh, đại kiếp bạo phát đi ra, chính là vô cùng dày vò cùng đau đớn, đại kiếp năng lượng, thậm chí sẽ phá hủy thế giới này. Cho nên, Phạn Thiên tuyệt đối không thể tỉnh lại, hắn muốn giải thoát, chỉ có thể tìm kiếm truyền nhân, chia ăn huyết nhục của mình, đem thần lực của mình cùng kiếp nạn, đều chuyển rời đến trên thân người khác, hơn nữa nhất thiết phải cắt nhỏ, bằng không đơn thuần một người, khó mà chịu tải khủng bố như thế thần lực cùng kiếp nạn. Luân hồi chi chủ, theo quy củ tới, ngươi trước tiên tìm kiếm đại đạo hoa, không cần đụng vào thân thể ta. Phạn Thiên kiếm vù vù, truyền ra Phạn Thiên âm thanh. Hắn cũng sợ Diệp Thần trực tiếp cướp đoạt nhục thân của mình, chiếm giữ tất cả quyền hành, vậy thì nguy hiểm. Diệp Thần một người, có thể nuốt không dưới hắn tất cả đạo thống. Ta biết, tiền bối xin yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Diệp Thần cũng biết rõ Phạn Thiên lo nghĩ, lập tức lấy lại bình tĩnh, cũng không có cưỡng ép đi tìm Phạn Thiên thân thể, mà là tung người bay lên, nhảy vọt đến sáng thế chi thụ chỗ cao, tìm kiếm đại đạo hoa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 602.